Hôm nay có nhân duyên đi đến chùa Thiên Minh này mà thầy cứ lộn với lại cái chùa Thiên Minh ở quận 9. Cho nên là ni sư ở đây cứ nói không, chùa con ở giữa đồng giữa ruộng á, giờ mới được lên phố. Nghe nói tới cái đường Nguyễn Văn Quá cái đi cái nó hút luôn. Không nhớ rồi, lát phải liên lạc phải tới đây mới biết được. Mà ni sư gọi điện không biết làm sao, tự nhiên ta gọi được, tới phiên ni sư gọi điện thầy cái điện thoại hết pin. Chưa kịp nghe nó hết pin, không biết đường nữa. Thầy cũng lo, mai thời là liên lạc được với một vị khác chỉ đường mới biết, chứ không ra đâu biết. Trong cuộc sống này mình có nhiều cái sợ lắm quý vị. Cái sợ thường gặp nhất là mình sợ bị bỏ rơi. Thầy nghĩ ai có tình là có cái sợ bị bỏ rơi. Thí dụ như cha mẹ thương con cái thiệt, tình trong sáng lắm, nhưng mà khi tuổi già bóng xế, con cái không để ý tới mình cũng buồn. Phải không mấy bác? Sợ con mình nó bỏ rơi, mặc dù là mình thông cảm với nó bận lắm. Rồi những người đang có gia đình hạnh phúc như vậy, mình cũng sợ một ngày kia có người khác đi bên cạnh người thân yêu của mình. Đó, kẻ thứ ba, kẻ thứ bốn nó chen vô mình cũng khổ. Rồi mình bị bỏ rơi, mình bị chê là già, là xấu, là bà chằn, là phù thủy, rồi tùm lum hết. Sợ chứ. Rồi những người họ đang sống ở trong hạnh phúc, họ cũng sợ họ sẽ bị bỏ rơi một ngày nào đó. Rồi chúng ta là bạn bè thân với nhau, chúng ta cũng sợ người bạn bỏ rơi mình. Dù nó chưa có là cái gì hết, chỉ là bạn bè thôi. Ở đây thầy muốn nói rằng, hễ chúng ta có tình chấp, chúng ta sẽ khổ khi nó mất đi cái tình đó. Còn tài sản là khỏi nói rồi, mất tiền là ai cũng buồn hết. Đồng tiền nó liền như khúc ruột, cho nên là mình dễ buồn, dễ phiền não khi chúng ta mất đi thu nhập, mất đi cái quyền được giữ tài sản, hoặc giả là sự thu nhập của mình. Cho dù là anh chị em ruột thịt đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi mà cái quyền lợi của mình bị xâm phạm. Giống như gần đây có một cái cô gì đó mà cổ mua biệt thự rồi nhờ mẹ cổ đứng tên. Rồi không biết sao mít lòng giữa mẹ con, giờ cổ đi đâm đơn, đi kiện cáo tùm lum. Thì rõ ràng tiền của cổ đứng ra, cổ mua nhờ mẹ đứng tên. Nhưng mà trên thực tế thì cổ sẽ là người bị thua về dư luận. Thì tài sản cổ thắng thôi, nhưng mà điều đó cũng chưa chắc. Nhưng mà thua về dư luận là tại vì con mà đi kiện cha mẹ là thua rồi. Anh có tài, chị có giỏi chăng nữa, mà người ta nhìn vô người ta nói chọn nhỏ này đạo đức gì. Mẹ nó còn thưa nữa, ai dám sáp vô với nó, phải không? Thằng nào nó cũng gan lắm, xăm mình chảy máu nó sáp vô vài bữa nó thưa cho mà đi cầu tòa cho mà chết luôn. Con người ta ai cũng có những cái nỗi sợ. Chính bản thân thầy cũng có những cái nỗi sợ. Xung quanh thầy có những Phật tử dễ thương, hiền lành, ủng hộ Phật Pháp. Nhưng thầy cũng sợ trong đó có những kẻ ngoại đạo trà trộn vào trong đó. Có chứ sao không có. Có những Phật tử từng đi chung đoàn với thầy, đi từ thiện, đi hoằng pháp, mà mít lòng chuyện gì không biết còn dám tuyên bố muốn không, tôi phá cho khỏi giảng. Có ngày ghê vậy sợ. Trời ơi, thầy không có muốn làm khó khăn, cái thầy mà tuyên bố lên câu mấy bà một người tới sỉ cái ổng cũng lủng tráng chứ đừng có nói. Phải không? Ông nói gì cũng phá sư phụ tôi hả? Tới xú mày. Một bà chỉ sĩ một cái thôi, đó là lủng tráng rồi. Nhưng mà đó là tư tưởng của kẻ ngoại đạo đó. Mà là Phật tử quy y mấy chục năm, cũng ăn chay, cũng tụng kinh, tụng rách kinh, bể mỏ luôn chứ phải giờ. Bể cái mỏ tụng kinh đó chứ phải cái mỏ cái miệng. Sao mình không sợ được trước những cái tình cảm đó? Rồi những chú, những thầy đệ tử của thầy ngoan như thế, hiền như thế, thầy cũng sợ là hiền quá, ngoan quá, mai mốt bị mấy con ma đang già nó vớt. Cũng lo, cũng sợ, tại mấy chú hiền quá, khờ quá, không biết gì hết á. Con trai nheo nhẽo mà. Từ nhỏ đã vô chùa rồi lớn lên cho nên không có biết cái gì, dễ bị người ta gạt, dễ bị người ta lừa lắm. Con người vốn nó có cái tình, nghe nói ngọt, nói ngon, nói hơi, cái là tự nhiên mình chịu không nổi à. Phải không anh? Dạ phải. Hai ông này tác bạch hồi nãy không thuộc bài.
cái bài tác bạch không tác bạch lấy cái bài cảm tạ tác bạch. Đọc nửa chừng sư cô tới nhắc tuồng cái lật ngược lại đọc tỉnh bơ. Đã vậy bưng cái khe lễ thỉnh thầy toàn là đồ giả không, đèn cũng đèn giả, bông cũng là bông giả. Cuộc đời này thầy phải cảm ơn chùa Thiên Minh này cho thầy thấy được thế nào là thật giả cuộc đời. Mình sợ nhiều thứ lắm. Quý vị rảnh rảnh, quý vị ngồi lại ôn lại thử xem có mình sợ những cái gì. Thấy không? Có người sợ cái sâu rớm đó, thấy không? Mình sợ nhiều thứ, nó kinh hồn lắm. Nhưng có một thứ mà ai nhắc tới cũng phải đau đáo lo hết, đó là cái chết. Đúng rồi, cô đó cô nói đúng. Trong đây có ai không sợ chết không? Có thể mình nói mình không sợ chết, tức là chết thôi chứ đâu có sao. Nhưng thật sự trong lòng chúng ta cũng sẽ lo, cũng sẽ hoang mang. Hôm nay thầy muốn trao đổi với lại quý vị một ý niệm nhỏ qua giáo lý của Đức Phật, giúp cho quý vị có một cái nhìn xác thực hơn về cái chết, và sẵn sàng để mà chúng ta vui vẻ sống với cái chết qua chủ đề đối diện cái chết. Nghe hấp dẫn quá ha. Bác có nghe thầy nói không? Không nghe gì hết à? Nghe tiếng được tiếng mắt gì hết hả? Trời ơi, ta nói nãy giờ hỏi bà lắc đầu không nghe gì hết. Nghe nhỏ nhỏ hả? Dạ, được rồi. Để thầy cố gắng thầy nói cho nó rõ hơn cho bác nghe ha. Năm nay bác nhiêu tuổi rồi? Dạ không, chúng tôi nghe rõ không? Trả lời tỉnh bơ đúng, 81 tuổi. Vậy là bác nghe rõ phải không? Dạ. Ừ. Bác có mấy người con? Trả lời rất là gọn gẽ. 4, 2 trai 2 gái. Mà chết hết 2 thằng trai còn 2 đứa gái. Vậy là nghe rõ rồi ha. Rồi, cảm ơn bác. Mà mốt có không nghe cũng im im gật đầu chứ lắc đầu làm thầy buồn. Thưa quý vị, muốn đối diện với cái chết thì chúng ta phải quán chiếu với nó, và chúng ta tập sống với nó. Mình cứ nghĩ là mai mốt mình mới chết, hoặc giả là mình già mình mới chết, hay là mình bệnh nặng rồi mình mới chết, mà mình không hề nhận ra được rằng cái chết đang ở bên cạnh mình. Cho nên khi mà bệnh cái là mình hụt hẫng liền, khi ngã bệnh xuống là bắt đầu mình hoang mang, mình lo sợ. Lẽ ra mình phải biết rằng không có đợi tới bệnh đâu em mà mình cũng phải chết, phải không? Đâu có đợi tới bệnh đâu, có người đó dẫn xe ra khỏi nhà cái nó đâu có về nữa đâu, thấy không? Nó bị mắm cái hốt rồi. Ông này ông cười ghê luôn. Từng bị hốt rồi phải không? Ông gật đầu kìa. Không phải nói để đùa, nói để quý vị thấy được rằng mình biết mình đang sống đây, cũng phải biết được rằng mình sẽ chết. Cho nên khi biết mình đang sống đó, thì mình phải tận dụng cái thời gian mình đang sống. Mình phải trân quý cái thời gian, cái sự sống của mình. Đừng có gì những cái nỗi buồn, đừng có gì một cái khổ gì hết, rồi chúng ta đẩy đưa cái thân của mình cho cái số phận, mình bỏ liều nó, mình nói thôi bây giờ mình chết còn sướng hơn sống. Thật ra có nhiều người viết thư cho thầy hoặc đến chùa thầy cũng nói vậy, nói con bây giờ là con chết con còn sướng hơn sống. Tại vì họ chưa từng chết cho nên họ không có biết chết là khổ tới cỡ nào. Họ chưa từng biết cái chết nó khổ đến cỡ nào mà họ nói bây giờ họ chết rồi sướng hơn là sống. Là tại vì bây giờ ngày nào cũng nợ nần, rồi chồng thì không có trách nhiệm, nhậu nhẹt về chửi bới đánh đập gây gỗ con cái xì ke xì cọt. Thôi buồn quá, bây giờ sống làm cái gì nữa, chết nó sướng hơn. Có vậy thấy báo chí gần đây nhiều người mẹ trẻ tự tử chết không? Nhảy xong tự tử chết, rồi ôm con tự tử chết, họ bế tắc.
Thật ra họ vẫn muốn sống, nhưng mà vì ngay lúc đó không có ai giúp cho họ để giải tỏa được cái tâm lý đó. Chết thì nó dễ lắm, nhưng mà sau cái chết là cái gì? Chúng ta có được thanh thản không? Chúng ta có được an lạc không? Cứ nghĩ là mình bỏ cái thân này, mình chết cái là mình xong rồi, mình khỏe rồi. Sai lầm. Mình thiếu nợ thì mình đi xứ khác mình ở, mình cũng còn nợ, phải không? Mình có trốn đi biệt xứ 20-30 năm rồi về, người ta nói mẹ này thiếu nợ dai thế ớn, phải không? Cũng thiếu nợ, tức là cũng phải trả thôi, cũng phải đối diện. Chỉ là năm rộng tháng dài thôi, chúng ta phải giải quyết cái nợ đó, thì cuộc sống của mình, những nỗi buồn, những nỗi khổ, những nỗi đau ở trong lòng của mình đã kết thành quán nghiệp. Chúng ta phải đối diện với nó, cho dù mình tránh né nó bằng cái chết để kết thúc sự sống của mạng này, thì chúng ta cũng phải đối diện với nghiệp, chứ không thể nào trốn tránh đi đâu được. Đầu thai lại cũng phải gặp những cái nghiệp đó khổ sở. Cho nên quý vị thấy tại sao có những con người quá là tốt, hiền, đẹp, có tài năng, mà số phận thì bị dập dùi khổ đau. Cha mẹ cũng không thương, chồng vợ cũng không thương, con cái cũng không thương, thậm chí bạn bè cũng lừa phỉnh với nhau. Thì cái đó là cái nghiệp thôi, mình hiểu chắc chắn là như vậy. Đâu có tránh đường nào mà cho khỏi, không cách nào mà tránh được hết, thưa quý vị. Cho nên không có nên là hủy hoại cái sự sống của mình. Trong kinh Đức Phật nói mình phải trân quý sự sống đó. Khi chúng ta biết hít thở, còn mở mắt ra, còn thấy được, còn nghe được, chúng ta phải biết rằng mình đang còn sống. Khi mình đang còn sống như vậy, mình phải mỉm cười với sự sống chung quanh chúng ta. Không phải mình đánh lừa cái cảm xúc của mình đâu, mà mình mỉm cười để mình biết rằng mình còn có phước hơn rất nhiều người muốn sống mà sống không được, đang thoi thóp, thở oxy cắm đầy dây hết, thở cũng không ra, người thân kế bên bóp tay bóp chân quạt tới quạt lui rồi cũng ô hô, dân tán tiết tiêu qua tàn nguyệt huyết. Tức là mây thì tan, tuyết thì nó cũng tan, hoa thì tàn, trăng thì huyết. Cuộc đời con người nó mong manh giả tạm như vậy. Có nhiều người muốn sống, sống đâu có được. Thầy không biết cái trong đây quý vị đã từng ngợp thở chưa, không biết. Ít nhiều giờ quý vị cũng có mệt cho mình, phải không? Tức là trúng gió, đau bụng hay là bị nhức đầu, bây giờ có khi chúng ta cũng mệt. Nhưng mà cái cảm giác đó không có là nghĩa lý gì đối với cái người mà bị thở oxy mà mệt vậy. Thầy nghĩ đó, thầy trò mình lâu lâu đó, làm bộ mình tạt vô cái bệnh viện nào, mình vô phòng cấp cứu mình ngồi chơi 5 phút thôi, để mình ngó có ai đi vô đó giống mình. Không có ai đi vô giống mình hết, cho người nào đi vô cũng sức đầu, sức tay, sức chân, ôm bụng, ôm mặt. Có người thở không được nữa, thấy không? Mình vô đó để mình nhìn thấy sự sống trong cuộc đời này rất mong manh, và nó cũng rất là quý. Quý ở đây không phải là chúng ta bảo vệ sự sống của mình rồi mình chà đạp lên sự sống của người khác, mà để chúng ta biết được rằng hãy có sự sống là đồng với lại có cái chết. Quý vị hiểu ý thầy muốn nói không? Bác có nghe không? Bác có hiểu không? Rồi, cảm ơn bác. Kính thưa quý vị, thầy xin phép được thưa lại là khi chúng ta còn hít thở được, chúng ta còn nhìn thấy được cảnh vật, chúng ta còn nghe được âm thanh, chúng ta còn suy nghĩ được những buồn vui, chúng ta còn cảm nhận được những quán thù, những ân tình, quý vị vui đi, rằng chúng ta còn sống, chưa chết. Nghiệp thì còn đầy đó, còn nguyên si cái nghiệp đó, nỗi khổ đau, sự buồn phiền vẫn còn ở trước mắt của chúng ta. Chúng ta chưa giải quyết gì hết, nhưng mà chúng ta cứ mỉm cười với sự sống ở trong mình và cuộc sống xung quanh mình. Nếu quý vị không cười nổi đó, quý vị sẽ sụp đổ ngay. Nhìn xung quanh người nào mình cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, mình cũng quán, cũng thù, quý vị sống nổi không? Không cách nào sống nổi, thì nói thiệt ấy. Hai vợ chồng trong nhà thôi, ngửa lầu trên, ngửa lầu dưới rồi, nghe tiếng nói không muốn kêu công an bắt rồi. Nó khổ tới mức vậy rồi. Con cái đó, quý vị thấy, thầy thấy có nhiều người cha mẹ thương con lắm,
Nhưng mà nói nó không nghe, nó đi nghe cái con nhỏ kia, rồi nó về nó kiếm chuyện nó quậy ở nhà đó. Chừng nào mà quăng cái sổ đỏ ra cho nó là thôi, nó còn xúi vô cắt đất cắt nhà rồi kia, chia ra làm hai làm ba rồi kiện cáo, buồn không? Những người cha mẹ lớn tuổi tới chùa thầy kể đó, thầy nghe thầy thấy đúng là có con cũng khổ, có con cực khổ, nuôi từ nhỏ tới lớn, dạy nó không nghe cũng khổ, vậy thấy không? Mà đứa con ngoan ngoãn từ nhỏ tới lớn rồi đột ngột nó bỏ ra đi cũng khổ. Thầy thấy có là khổ, thầy có đệ tử thì cũng khổ. Đó, mấy ông đệ tử trẻ trẻ nhỏ nhỏ thế này không lo chứ sao không lo quý vị. Nó nhỏ quá mà mới mười mấy hai mươi tuổi, lỡ thầy đột ngột thầy ra đi rồi làm sao? Ai lo cho đệ tử? Rồi mấy chú tu không được rồi làm sao? Một người tu không được quý vị biết, nó ảnh hưởng tới cả dòng họ. Bây giờ đơn giản thôi, quý vị đi tới chùa tu tập phải không? Quý vị quen biết ông thầy đó, mến ông thầy đó, ông chú đó, bỗng dưng ngày nào mình tới tu không thấy gì đâu, mà mình nghe người này không còn xuất gia nữa mà thêm một dấu sắc xuất gia. Cái gì vỗ tay hàm lắm hả? Quý vị buồn không? Buồn chứ. Khi mình buồn, tinh thần tu tập của mình nó giảm rồi, nó giảm liền. Rồi cái chuyện đó đó, ở đây thầy chỉ nói về cái tác dụng của tâm lý thôi. Quý vị vừa buồn vừa tiếc vừa thương, mà vừa cảm thấy có cái gì đó, quý vị tâm sự nói với người khác, trời ơi sao tội nghiệp quá, sao mà tiếc quá. Rồi vô tình nó lọt tới tai của người nhà mình, mà người mà từng phản đối mình đi chùa: bà thấy chưa, tôi nói với bà mà mấy ông đó mà tu hành gì, tu hú thì có. Mình còn buồn thêm nữa. Cho nên lo lắng là như thế. Có là lo, có là lo. Hồi xưa đó quý vị biết, sư ông còn rất là khỏe, mà nhất định sư ông không nhận đệ tử nữa, mà đẩy qua kêu thầy nhận đệ tử. Thầy hỏi tại sao sư ông nó có đệ tử nhiều không tu được. Thầy không có hiểu, thầy chỉ thắc mắc là ủa sao thầy mình nói kỳ vậy ta. Tiếp tăng độ chúng là công đức vô lượng vô biên mà. Nhưng mà tới ngày tháng này thầy mới hiểu ra được lời của thầy mình nói đúng, có đệ tử. Quý vị biết 12 giờ đêm còn phải lọ mọ đi ra coi nó đóng cửa chưa, nó tắt đèn tắt nước chưa, rồi đứa nào nó ngủ rớt gối rớt mền phải lụm lên đắp cho nó. Trời, thầy thấy thầy riết là giống vú em quá, thầy mệt ghê. Trời mưa nó ngủ thẳng cẳng hết, trời mưa mà mát ngủ ngon, thầy phải xách dù rồi xách cái đèn pin rồi rọi coi coi có ai đi đâu lạc rồi, mưa dột chỗ nào đồ ướt lấy vô. Trời, thầy thấy thầy mệt ghê, cho nên thầy bây giờ thầy không có ngủ được. Quý vị thấy không, khổ dễ sợ, khổ có là nó khổ à. Thầy huống chi cha mẹ ở nhà với con cái, quý vị khổ không? Sao không khổ? Thầy thấy các bà mẹ các ông cha đi tới chùa thầy mà khi hỏi về con cái có người rớt nước mắt là thầy hiểu ngay. Những giọt nước mắt này chỉ có người làm cha mẹ mới thấu hiểu được, còn con cái nó không hiểu. Đến khi nó trưởng thành nó mới hiểu. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết ân sinh thành. Cho nên ở đây thầy chỉ xin thưa với lại tất cả các Phật tử rằng, hễ chúng ta có là chúng ta sẽ phải chấp nhận cái không có. Hãy mà nó có rồi nó sẽ không có. Nếu không hiểu được cái nguyên tắc này, chúng ta sẽ buồn hoài, buồn mãi. Chúng ta không có chuẩn bị được cái tâm lý. Thầy muốn quý vị chuẩn bị tâm lý để đối diện với cái không có. Mà muốn như vậy chúng ta phải chấp nhận cái có trước cái đã. Cái có nó đồng hành với cái không có. Cho nên sự sống và cái chết nó đi đôi với nhau. Hãy mình có sống thì nhất định phải có chết. Mà ai quy định chúng ta sống 20-30 năm nữa chết? Đâu có ai quy định đâu. Đó, mới nãy thầy có nói với lại quý vị đó, thử bữa nào thầy trò mình vô đi để tham quan cái phòng cấp cứu, cái mình biết à. Phòng cấp cứu của bệnh viện mà cấp cứu hồi sức, để mình nhìn có bao nhiêu người đi vô đó, những người đi đến đó là họ làm nghề gì, họ bao nhiêu tuổi, rồi chừng nào họ ra, là tự nhiên mình thấy cuộc đời này sự thật của nó rất là rõ. Còn ở đây cũng gần Bình Hưng Hòa nè đó, cứ rảnh rảnh mình đi qua thành phố buồn đó một buổi sáng thôi, mình sẽ thấy bao nhiêu du khách cắt hộ khẩu đi tên đó ở luôn. Người đó làm nghề gì, đẹp hay xấu, nam hay nữ, giàu hay nghèo,
sang hay hèn, biết hết, thì trong đó sẽ có chúng ta. Cho nên nhất định chúng ta phải công nhận được cái sự thật của sự sống, và chúng ta phải tiếp xúc với lại cái sự sống này bằng một tư tưởng khách quan của người học Phật. Ở đây thầy muốn trách các vị Phật tử đó, tức là nhiều khi sống để mà sống thôi, chứ không có ý niệm gì về cái sự sống của mình hết, phải không? Buồn quá thôi kệ nó, đi tới đâu hay tới đó. Nhưng mà mình phải có trách nhiệm với lại cuộc sống của mình, và mình ý thức được cái nhân quả nó đang chi phối cuộc sống của mình. Cho nên quý vị nhất định phải tiếp xúc với nó, tiếp xúc với sự sống đó, thì nhất định chúng ta phải có tuệ giác, thấy được sự sống như thế nào cho xứng đáng, để chúng ta không có phung phí rằng sự sống là món quà của cuộc đời ban tặng cho chúng ta. Sự sống nó như vậy, nó quan trọng như vậy, mà chúng ta không nâng niu nó, chúng ta không quý nó, chúng ta lại hủy hoại nó, phung phí nó. Vấn đề đau khổ của chúng ta có phải do sự sống không? Không, do nghiệp báo, chứ không phải do cuộc sống. Hai anh em, hai chị em sinh đôi thôi, quý vị nhìn ra, đâu phải hai, lúc nào cũng hai người đó có một cái số phận tốt nhau, tốt đẹp như nhau đâu. Có người hạnh phúc, có người khổ đau, sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ đó. Thầy nêu vấn đề này ra để quý vị có thể thấy và công nhận được rằng cái nghiệp báo nó chi phối con người, và chính cái đó nó mới dẫn đến những buồn vui thành bại trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta thấy được như vậy rồi, chúng ta không có hủy hoại cuộc sống nữa, chúng ta không phung phí cuộc sống nữa. Nếu là cuộc sống mình từ cái nghiệp ác, cái nghiệp bất thiện nó chi phối mình, bây giờ chúng ta gánh quả thì chúng ta nhận ra để mình điều chỉnh nó. Chứ còn mình hủy hoại cuộc sống, mình dục luôn rồi mình đâu có cơ hội nữa. Gia tài có một chiếc xe đạp mà nó xẹp bánh rồi cái bỏ luôn, bơm lên chứ, phải không? Nó khô dầu mỡ rồi mình để luôn, nó trật con chó rồi mình để luôn. Mình phải chịu khó bơm dầu, bơm hơi, sửa nó lại để mình đạp tiếp, dù đó là chiếc xe đạp cọc cạch. Tức là cái thân tàn ma dại của mình được dí như chiếc xe đạp cọc cạch. Chúng ta bỏ mất cái phương tiện đó, chúng ta làm sao đi? Phải không quý vị? Cảm ơn quý vị đã hiểu. Nhưng đừng bao giờ lầm tưởng rằng quý trọng sự sống là trao chuốt cho thân thể. Hoàn toàn khác nha. Không phải quý trọng sự sống là tối ngày cứ soi gương, ẹo qua ẹo lại, rồi sắm áo sắm quần, rồi sơn móng tay, nhuộm tóc ngạn kiểu ngạn màu đó, thôi chết luôn. Hoàn toàn không phải như thế. Chúng ta có một cái tuệ giác để thấy được rằng vui buồn đến với cuộc sống mình khi mình còn cảm nhận được, đó là một cái phước duyên. Mình còn tỉnh táo để mình biết mình đang buồn, mình còn trí để mình phân biệt được đây là cái chuyện đau lòng để mình khóc, còn hơn những người không biết gì hết, đang ngu ngơ cà khiều cà khào rồi này kia. Quý vị thấy khổ không? Thầy đi vô trại tâm thần, thầy đưa ổn bị cho họ ăn, họ không ăn, họ kẹp nách. Trời ơi, kẹp nách xong rồi nằm dưới đất rồi quẹt đá rồi cái đi lại nó xè tay thầy cho con điếu vô tình. Thầy hỏi điếu vô tình là gì? Cái điếu vô tình không có hả? Trời ơi, nhớ em quá, sao lâu quá em vô thăm vậy? Quỷ đó nó bị thất tình, nó điên. Mình nghe nói mình biết liền rồi. Quý vị thấy không? Mà còn nhỏ xíu thôi, 19-20 tuổi à. Cái phân biệt nó không còn kiểm soát được, cái trí năng của nó không có còn hoạt động đúng nữa, cho nên nó nhận định cái gì nó cũng mờ mờ, nó sai lầm. Cái đó gọi là cái ý thức của cái người điên đó. Có khi nó cũng phân biệt được, nó cũng có cái suy nghĩ của nó. Giống như thầy đi tới cái trại tâm thần, có một lần thầy thấy vô cái trại mà những người bệnh nhân mà cũng hơi nặng đó. Thầy thấy cái em đó nó văng cái mụn trên giường, nó chung dưới đất giường nó nằm. Thầy hỏi làm sao vậy con? Nó giơ tay, đừng có nói. Văng cái mụn là để dụ cho mũi nó bu vô đó, nằm ở dưới giường nó không biết. Có vậy thấy không? Lý luận của người điên thấy không? Nó có lý luận không? Chứng tỏ nó có tư duy, nó có suy nghĩ hết, nhưng nó
nó không suy nghĩ được đến nơi đến chốn, và nó không sắp xếp được những cái tư duy của nó. Nó biết dăng mùng để đánh lừa mũi mà, cho nên nó dăng mùng cho mũi, nó thấy cái mùng nó mũi bu vô đó cắn cái mùng, tại vì tưởng nó nằm cho nó, cái nó chung với đít giường, nó mũi không biết, cho nên thầy hỏi cái nó giơ tay, đừng có nói lớn, mũi nó biết con nằm đây nó cắn, thổi dăng mùng này nó dăng mùng để cho mũi nó tưởng con ở trong đó nó vô nó cắn. Vẫn có ý thức, nhưng mà cái ý thức họ không thể nào mà hiểu được tất cả những sự kiện xung quanh, và họ không kiểm soát được những cảm xúc của họ qua hệ thống tư duy. Còn mình biết buồn, mình biết khóc, xin lỗi trời, cảm ơn trời đất đi, mình vẫn còn tỉnh, mình chưa có bị điên. Quý vị đồng ý không? Bây giờ mình nghèo, bây giờ mình nghèo, mình khổ, mình buồn, mình thất bại. Đối với lại đời sống của một người điên, quý vị thấy đời sống nào ngon hơn? Không dám trả lời. Tại vì sao? Tại vì thầy thấy có nhiều người cũng nói với thầy, thà là con điên, con không còn phân biệt gì hết, để con bớt khổ. Không biết gì hết, nó có cái khổ của không biết gì hết, phải không quý vị? Nó có cái khổ đó. Chứ đâu phải là mình điên, mình không biết gì hết, cái mình ngon lành đâu à trời. Đâu có phải, nó có cái khổ hết. Giống như cái bác nói, con ước gì con được làm con chim, con muốn đậu ở đâu đậu, con muốn bay ở đâu bay khắp bốn phương trời, chứ giờ đời con nó khổ. Thầy nói bà đừng có mơ, bà làm con chim để bà thấy cái cảnh tối bà ngủ cũng không yên. Vì sao? Cắt kè, rắn, nó rình, nó ăn thịt, rồi bà bay lên trời bà tưởng yên hả? Quả diều hâu nó sẽ xớt bà, rồi bà đậu xuống ban ngày hả? Xin lỗi, mấy anh thợ săn nó bắn bà, nó nhai đầu bà, nó chiên, nó ăn, nó còn chê bà dai không, xương không nữa kìa. Thật bà nghe thầy diễn tả mà nó gì ghê vậy thầy. Chứ con chim nó muốn bay đâu nó bay, thầy nói nó bay chẳng qua nó hơn mình là nó bay, nó đi thoải mái thôi. Chứ nó cũng có cái nỗi sợ của nó. Quý vị thấy sư tử đó, ông chúa tể sơn lâm, nó thoát được bàn tay của con người không? Cũng không. Có khi nó cũng bị mấy con thú nhỏ hơn mà nó hợp đồng lại cũng đánh nó cũng chết. Thấy không? Những con linh cẩu nhỏ nhỏ thôi cũng có thể xúm lại 30-40 con cũng dí nó cũng chạy. Hổ thì ở trên rừng thôi, nhưng mà hổ xuống đồng bằng cũng bị chó dí như thường. Cuộc đời con người ta ở cảnh nào nó có cái khổ đó. Chứ đừng có nói thủ tướng tổng thống khổ không? Sao không khổ? Quý vị biết, phải nói có một người Phật tử hết sức là thâm thúy. Họ gửi cho thầy một cái đoạn clip, thầy coi họ trích ra cái phim gì đó, nhưng mà cái nội dung đó chỉ có 10 phút, nói về chỗ Nhà Trắng đó mà bảo vệ Tổng thống Mỹ khi mà bị kẻ gian mà nó xâm nhập vô, trong đó có nội gián, tức là kẻ tay trong tay ngoài, cho nên mới ép được Tổng thống. Mà quý vị biết cuối cùng mà ép Tổng thống mà chụp cái tay vô để lấy cái mẫu vân tay lên trên một cái máy để kích hoạt về bom nguyên tử để mà tấn công các nước khác, quý vị biết không? Rồi cái đó đau khổ lắm, chứ phải sai lầm. Tức là các nước khác nó sẽ tưởng nó là Mỹ tấn công, thì tất cả bao nhiêu nước nó tấn công lại thì Mỹ nó thành bình địa thôi, để bảo vệ Tổng thống. Bao nhiêu người khổ mà chính bản thân Tổng thống cũng khổ. Trong cái đoạn đó phải nói ổng khổ dễ sợ. Một người Tổng thống mà đi tới đâu lời của Tổng thống nó đâu phải giỡn. Vậy mà bây giờ trở thành kẻ bị truy sát, trốn chui trốn vội, phải khổ sở. Tự nhiên thầy coi, thầy suy nghĩ, thầy thấy cuộc đời này ai ở đỉnh cao danh vọng hay là ỷ mình có quyền lực, có tài năng, có gì đi chăng nữa, rồi cũng phải rơi vào các hoàn cảnh khổ sở, lo lắng đủ thứ chuyện đó. Lo lắng tùm lum hết, chứ đâu phải là mình không lo đâu. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta bình tĩnh đón nhận cuộc đời. Chúng ta cảm ơn sự sống, vì sự sống đó là quà tặng của cuộc đời. Còn nghiệp mình tạo ra mình phải chịu trách nhiệm, thế mình là kẻ thừa tự nghiệp mà. Tức là mình tạo nghiệp ra thì mình phải đón lấy cái nghiệp đó, chứ không ai đón nhận hết. Mình biết khổ biết vui thì mình phải hiểu cho được nguyên nhân của khổ vui. Khi hiểu được nguyên nhân khổ vui, chúng ta chỉ làm một việc đơn giản, cải thiện. Đó là người tu tập. Đằng này mình không chịu cải thiện, mình buồn quá, mình khổ quá, mình bế tắc quá, mình trách trời, trách đất, trách người trời, trách chi mà đủ thứ chuyện hết. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về.
Vậy chứ đêm mưa đó nó nhào ra, nó cà chớp, nó đưa người ta về cho đã. Lúc đó nó hí hửng đã trời rồi, xong rồi về rồi thấy khổ đau, thấy một năm một gút rồi, cái nó phải chi? Làm gì có chuyện phải chi, mình đối diện được hết. Đạo Phật dạy chúng ta dũng mạnh, cho nên chúng ta có đủ tuệ giác, chúng ta có đủ niềm vui để thay đổi ý thức của mình, thay đổi suy nghĩ của mình về hiện trạng của cuộc sống đang diễn ra nơi chúng ta. Hãy buồn, chúng ta biết buồn, vui, chúng ta biết vui, khổ, chúng ta biết khổ, thành công, biết thành công, thất bại là chúng ta biết thất bại, biết một cách rõ ràng. Người đó phản bội mình biết để mình cải thiện và mình điều chỉnh cảm xúc tâm lý mình, mình sẽ trở thành người bình yên thôi, thoải mái thôi. Bây giờ ngồi trong đây nó chật quá quý vị, làm sao mà có cái chỗ thoải mái mà ngồi, phải không quý vị? Thì mình chịu khó mình ngồi xè qua xè lại, mình kéo chân tới kéo chân lui cho bớt tê thôi, chứ kiếm đâu ra cái ghế bành salon sofa giống như ở nhà mình ngồi, phải không mấy bác? Cái hoàn cảnh sống của chúng ta là cái nghiệp chúng ta đang thừa kế, chúng ta đối diện với nó, chúng ta uốn éo mình theo cái nghiệp để làm sao chúng ta điều chỉnh được mình bình yên trong cái nghiệp báo. Nhất định người Phật tử phải bình tĩnh, cho nên có tuệ giác là vậy đó. Chúng ta trân quý sự sống, chúng ta mới có bình tĩnh được, chúng ta mới cải thiện được. Còn mình đổ sự sống mình cho người khác, giao sinh mạng này cho người khác, xin lỗi, người ta không dám giữ đâu, người ta không dám mang đâu. Khi người ta yêu thương thì người ta nói rất là ngọt ngào, sông có thể cạn, núi có thể mòn, tình này không phai. Trời ơi, tình nó đẹp như một bài thơ, nó đẹp như một vầng trăng. Nhưng xin thưa, đó là chuyện hôm nay đó thím à, chuyện ngày mai chưa chắc, phải không mấy anh? Anh mặc áo đen nè, nổi nhất cái đó nè, nguyên sớm đó áo lam con mình còn áo đen à, phải không con? Đúng là như vậy đó. Tại vì khi yêu thương, người ta có thể nói những cái lời ngọt ngào và tạo thêm niềm tin để mà người ta có thể có được những điều người ta mong muốn. Nhưng mà sau đó rồi người ta thấy cái khác đẹp hơn, tốt hơn. Khi cái tình nghĩa được đặt qua một bên thì cái tham dục, quý vị biết nó rất là nguy hiểm, nó dẫn chúng ta đi, nó dẫn chúng ta đi, nó lôi cuốn mình. Giống như là bây giờ mình đi mua đồ, mình chọn hàng vậy thôi, bỏ tiền ra mình mua thì cái nào tốt mình mua, cái nào đẹp mình mua, sản phẩm nào nó chất lượng mình mua. Trong khi đó vấn đề tình cảm là tiếng nói riêng của trái tim, mà có những người sống lại không theo cái tiếng nói đó mà bị cái tham dục nó chi phối. Cho nên con người đó thật sự mà nói, họ là những kẻ đang tạo nghiệp. Mình không có phước, mình giao du với người đó, nói đơn giản là mình giao tình với người đó, mình gặp gỡ họ và đã thấu hiểu được mặt trái của cuộc đời là đau khổ rồi, cho mình nên cảm ơn người đó chứ. Nhờ anh mà tôi biết được thế nào là phản bội, nhờ chị mà tôi biết được mặt trái của cuộc đời là gì. Thôi cảm ơn, mình trở thành người tu tập tốt hơn, thấy không? Mình biết được hết, mình cảm ơn họ được không? Không, không cảm ơn. Quý vị cứ cảm ơn mấy ông chồng phản bội của mình, tôi cảm ơn. Đó, phải trợn mắt, phải nghiến răng, tôi cảm ơn. Nếu không có tuệ giác, quý vị không thể nào bình tĩnh được. Quý vị thất chí rồi phiền não rồi buồn lòng, rồi ai khổ? Bản thân mình khổ thôi, chứ ai khổ đâu. Chỉ vì một cái người đàn ông phản bội đó là mình tự hủy hoại cơ thể mình, thân mình. Xin lỗi, người ta cũng không có thương mình đâu. Nhiều khi mình muốn làm vậy cho người ta thương hại mình, nhưng người ta không có thương, người ta đã dứt áo, người ta bỏ rồi, thôi khỏi, không có xin xỏ. Đừng có xin xỏ tình yêu đó. Xin xỏ là mình trở thành cái kẻ nô lệ. Ở đây không phải là thầy muốn xuống quý vị nổi loạn hay là chống cự hay là gây gổ gì hết, nhưng mình thấy rõ để mình không còn khổ nữa, thế thôi. Quý vị làm được không? Xin phép được trở lại vấn đề chính. Chúng ta có niềm vui của người Phật tử thì phải nhớ một điều rằng chúng ta ý thức được mình đang còn sống. Nó hàm chứa sự lo lắng, cho nên
trong sự sống và lo lắng đó đã có cái chết. Chúng ta đã lo lắng cho cái chết nó đến, chúng ta sợ cái chết nó sẽ đến. Ai cũng có suy nghĩ đến hết, thầy dám chắc, trừ mấy đứa nhỏ ra thôi. Chứ chúng ta biết khôn, chúng ta đều có suy nghĩ về cái chết khi chúng ta bắt gặp cái chết của những người xung quanh chúng ta. Cho nên hễ có sống là có lo lắng. Mà mình lo lắng một ngày nào đó mình sẽ phải chết là tại vì sao? Tại vì đó là quy luật, là nguyên tắc. Có sống ắt có chết, chứ không ai mà sống hoài, không ai mà sống sống đời lột da hết á. Cho nên niềm vui đó có thể sẽ không có trọn vẹn. Ở đây thầy chỉ xin thưa với lại quý vị, chúng ta không trọn vẹn trong cái niềm vui, nhưng chúng ta có quyền trân quý cái sự sống của mình. Mình trân quý những phút giây hiện tại này để làm gì? Để chúng ta có thể xóa đi tất cả những lo lắng của mình, nhất là lo về cái chết. Quý vị không có niềm vui, không có trân quý cuộc sống này, chắc chắn quý vị sẽ bị stress, bị căng thẳng bởi những cái mối lo đó, và trong đó có cái chết là nó ảnh hưởng nhiều nhất. Như hôm qua đó, chùa thầy có khóa tu, có một cái bác đó lớn tuổi rồi, 71 tuổi, bác bị ung thư giai đoạn cuối mà tới thăm thầy, muốn gặp thầy, mà bác tới không đúng giờ, bác tới trễ, bác tới nhầm lúc là thầy bắt đầu đọc kinh rồi sám hối, cho nên mà bác đợi cho tới 4 giờ tới gặp thầy. Thầy có khuyên bác, thầy nói bác đừng có buồn, bác lời lắm. Thì bác đó hỏi sao lời, thầy nói bác lời là tại vì bác bệnh, bác biết được 3 tháng 3 năm gì nữa mình lên đường, là mình lời hơn cái người mà nó ra đường xe đụng cái rầm, nó chết, nó không biết nó chết ngày nào hết. Lời không? Lời quá, mình có thời gian để mình chuẩn bị hành lý phải không? Đó, bây giờ mình sắm giải gấm về, mình mang bộ bà ba cho nó đẹp. Đó, mình xếp vô vali, tử thần rung chuông cái mình xách vali cái có bộ đồ gấm bận rồi. Chứ còn đụng cái rầm ngã xuống xách được gì, quên đùi dẻ thôi. Phải không? Chúng ta thấy được cái chết, đó là một cái phước, để mình có thể chuẩn bị được tâm lý đón nhận cái chết. Chúng ta không hoang mang, mình là người Phật tử mà, tại vì mình biết mình sẽ phải chết. Mà cái chết của mình nó còn đẹp nữa kìa. Tại sao? Tại vì mình vừa niệm Phật mình vừa chết. Đó, mình thấy cái chết nó đến từng ngày từng giờ nè, chứ không phải đợi tới khi mình tắt thở rồi mình mới gọi là chết. Mà cái chết nó đến từng ngày với chúng ta, nó trôi qua đời sống của chúng ta từng giờ từng phút từng sát na một. Hãy nó trôi qua một giờ là chúng ta chết giờ rồi, chứ đâu có đợi tới ngày cái già quá thở không ra hơi, hắt ra cái xuôi tai ngoẹo cái đầu chết. Không có cần phải nghĩ tới cái ngày đó, nó lâu lắm. Mà chúng ta thấy nó trong hiện tại để mình trân quý cuộc sống này. Cho nên chúng ta có cái trân quý đó, chúng ta sẽ không lo lắng tới một ngày nào đó chúng ta phải chết, ngày mai mình sẽ còn niềm vui này niềm vui nọ, vậy mà tôi sẽ phải nằm xuống, thân xác của tôi cứng đơ, tiền của tôi không còn ai đếm, xin lỗi có đứa nó đếm giùm. Mình thì mình sợ không ai đếm, tức là mình sợ mình đếm không được nữa thôi. Đó, mình sợ mình không có quản lý được. Đó, mình sợ đủ thứ hết rồi làm sao? Đó, vàng bạc này kia gửi người này gửi người kia làm sao? Chúng ta già là chúng ta cũng tham, tham lắm. Và cái tham sống đó, nó cũng làm cho chúng ta khổ. Chứ không phải tham tiền không đâu. Nhiều khi thở không ra hơi chứ cũng tham tiền, tham tình, tham đủ thứ hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta không quán chiếu được giữa cái sống và cái chết trong từng sát na một của cuộc đời chúng ta. Mình không có còn thở, mình không còn cảm xúc, mình không còn cảm giác nữa, mình không còn suy tư gì nữa, thì mình không còn có mặt trong cuộc đời. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta buông hết nghiệp chướng của mình. Nghiệp vẫn còn theo, vẫn còn bám với mình. Mà trong kinh Đức Phật, thí dụ hình ảnh rất là dễ hiểu, như là cái vết xe bò đó, vết xe nó lăn theo phía sau cái chân của con bò kéo xe, nó lăn liền ngay sau đó. Cũng giống như bóng theo hình, cũng giống như cái tiếng vang, nó đi sau cái tiếng mà chúng ta đánh. Thí dụ chúng ta gõ vô cái, nó nghe cái bợp, cái tiếng vang đó là cái bợp. Chúng ta đánh vô cái trống nghe cái thùng đó là cái tiếng vang. Sấm chớp cũng vậy, nó xẹt ra cái nó chớp, nó có tiếng sấm. Nó đi theo liên tục như vậy, không rời khỏi chúng ta trong các nẻo luân hồi này.
Cho dù anh có đầu thai làm người gì hay là sanh tới cảnh giới gì, nghiệp này nó cũng theo chúng ta. Cho nên chúng ta không còn lo lắng cái chết nữa. Chúng ta không lo nữa, chết rồi thôi, đâu có gì đâu. Bây giờ sống nè, giải quyết cái sống. Giải quyết cái gì? Giải quyết cái nghiệp khi chúng ta đang còn cơ hội để chuyển qua. Điều này nó quan trọng lắm. Đừng có lo cái chết, đừng có sợ cái chết quý vị. Tuy là niềm vui nó chế tác bởi cái ý niệm mình đang còn sống và có mặt thật sự đây, nhưng thực sự phía sau nó vẫn còn lãng vãng những nỗi lo lắng và sợ hãi về cái chết. Một cái nỗi buồn len lén, ngày mai này không biết chúng ta đi về đâu. Ôi trần thế khổ đau, phải không? Tình trước tình sau, tình nào đến bạc đầu. Chết tới nơi không lo, còn lo vụ tình trước tình sau. Thật sự thầy thấy có nhiều Phật tử lạ lắm nha quý vị. Có một người Phật tử già rồi nha, 60 mấy tuổi rồi, 66, 67 tuổi rồi, tới hỏi ý kiến thầy là bây giờ con bối rối lắm thầy. Thầy nghĩ là cái chuyện gia đạo chắc con cái nó làm sao. Té ra, ôi dồi ôi, ba gặp lại tình xưa. Tức là bà với cái ông này là quen biết nhau cũng 6-7 năm, từ cái thời mở dưới quê mà săn quần đi cấy ruộng á. Rồi chiến tranh loạn lạc, rồi mỗi người một nơi. Nó rồi sau đó cái ông này cũng vượt biên đi nước ngoài, rồi bà lấy chồng. Mà quý vị biết từ cái thời 18 tuổi tới bây giờ bà 68 tuổi là 50 năm. Ông này cũng có gia đình. Rồi ông này rồi vợ chết rồi, bây giờ ông đi về Việt Nam, đi vòng vòng xong hỏi thăm ra bà này. Rồi ông tới ông viết thư ông tỏ tình. Rồi bà bố rồi bà nói bây giờ con phải quyết giải quyết làm sao thầy. Thật sự con cũng thấy thương thương. Trời ơi bà già bà lãng mạn gớm nhờ. Thầy nghe mà tự nhiên thầy thấy cũng vui. Chứng tỏ rằng tình yêu không tuổi tác, phải không quý vị? À, con tim không ngủ yên mà. Cho nên là đừng tưởng già nó ngưng đập nha, phải không con? Trộn dạ liền. Thầy mới nói với bác đó như thế này. Thầy nói trời ơi lâu rồi thầy mới gặp được một người mà dễ thương như vậy, già rồi mà cũng còn bối rối trước tình yêu, rồi bối rối trước một người nào đó. Có khi nào bác nhớ tới hồi xưa mà hẹn hò lén với nhau, rồi giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay gì không? Cô bé ngại ngùng qua nhà hàng xóm rồi. Bà nói sao không có thầy, chỗ bữa nào con đi ruộng con cũng đem theo gói xôi cho ổng hết. Ngò khai ra hết. Khi bà kể ra quý vị biết cái tâm của bà là một thiếu nữ 17, 18 tuổi. Nó dễ thương như vậy là cho bà kể hết. Tại bà đang vui mà, bà đang nhớ lại ngày xưa của bà mà. Mình đâu có nỡ lòng nào mình cắt đứt đi cái niềm vui của bà, phải không? Ai không có một quá khứ để nhớ đâu. Chắc chắn người nào cũng có, ngoại trừ những người tu như thầy. Thiệt, tại vì đâu có mảnh tình nào dắt dài đâu mà có những nỗi, những cái niềm vui len lén. Không có. Ta vô chùa từ bé rồi. Yêu đời yêu đạo lẫn non sông, chứ chẳng yêu riêng khách má hồng. Cho nên thầy không có khổ giống như mấy anh. Xong để bà nói hết bà hí hưởng lắm. Thầy nói bác à, bây giờ cháu nội cháu ngoại gom lại 10 mấy 20 đứa rồi, mà tự nhiên bà nội bà ngoại gặp người nữa, cái làm lễ cưới rồi gì nó có kỳ không? Mắc cỡ chết đi ra sớm, người ta nói bà già này. Thầy đâu dám nói nữa, thầy phải ngưng lại cho bà chửi thầy chết. Thầy nói rồi con cái nữa, thầy bác cứ suy nghĩ đi. Tình yêu thì cũng đâu có sao đâu, chúng ta cứ đón nhận. Nhưng chúng ta nhận ở cái chỗ nó giúp cho mình đỡ tuổi thân, đỡ buồn gì. Rằng già rồi cũng vẫn có một người quan tâm và yêu mình, chứng tỏ hàng này không phải là hàng phế thải. Bà vui lắm quý vị. Bà nói nhưng mà tự nhiên con gặp con cũng thấy thương thương. Tại vì đâu có ai còn ràng buộc cái gì nữa đâu. Chồng con chết, vợ ổng chết thì cũng đâu có gì. Ý bà là muốn sáp lại, quý vị biết không? Bà nói cái kiểu đó có nghĩa là muốn ráp vô rồi. Nó rổ rá ráp lại. Thầy mới nói với bà rổ rá ráp lại hả? Không có gạo, không có nước, không có lửa, bà không có nấu thành cơm đâu. Thôi,
già rồi lo niệm Phật đi, chứ tự nhiên ngày nào cũng đi ra quán cà phê uống nó kỳ ghê lắm. Bà kể cho thầy nghe, đi ra quán cà phê uống mà trốn con trốn cháu đi uống cà phê, trời đất ơi. Rồi đi uống cà phê xách theo cái quạt vô phòng máy lạnh mà cầm cái quạt để che cái mặt gì uống cà phê với cái ông đó. Thầy hỏi chi mà khổ vậy, bà cứ pha một chục ly cà phê bà mời ổng tới nhà bà uống đi, nó bà với ổng uống cho hết một chục ly cà phê đó, uống cho đã. Chứ mắc cái gì đi quán mà đi hẹn đi hò mà lén nhau, ông 70 tuổi bà 68 tuổi cái gì, thấy mắc cỡ không? Thầy mới nói bác à, cuộc sống này nó mong manh lắm, mai này mình không có tồn tại nữa, mình chấp nhận cái trái tim của người ta ở một cái góc độ nào đó để mình và mọi người sống bình yên, sống thanh thản, đó mới là đệ tử Phật. Chứ còn bây giờ thôi, thuyền ở đâu nó về bến đó đi, nó lỡ đò lỡ sông rồi, nó lỡ chợ lỡ quê rồi, đừng có làm gì nữa, kỳ lắm. Bà cũng nghe lời. Xong cái mấy ngày sau bà cũng lên, bà nói thầy thật sự con khó xử lắm thầy. Bây giờ ổng đề nghị thẳng với mấy đứa con rồi rằng bác sẽ lo cho mẹ của mấy đứa con tới ngày cuối đời, mấy đứa con đừng có lo gì nữa hết, bác lo hết chưa. Trời ơi, thầy nói bây giờ lỡ có người khác thì tới cũng nó lo hết cho bà từ đầu tới cuối rồi, bà chịu không? Bà nói không, tại vì cái ông này là hồi trước con yêu ổng. Bà khẳng định như vậy đó. Thầy nói thấy không, có yêu là có khổ, cho dù già rồi cũng còn khổ, chẳng qua mình khéo léo, mình cư xử, mình sắp xếp những cái tư duy của mình không biểu lộ ra bên ngoài cho người ta đừng khinh thường thôi, phải không bác? Phải không? Chứ trái tim mình còn đập mà, trời ơi, đố ai nằm võng không đưa, gặp người tình cũ như mưa trong lòng, phải không bác? Chẳng qua mình khéo sắp xếp thôi. Bây giờ mình học Phật rồi, mình không quan tâm tới chuyện đó nữa, mà mình nghĩ tới cái chết, nghĩ tới cái chết để mình chuẩn bị tâm lý mình đối diện nó, chứ không phải mình sợ cái chết. Sao con? Thầy chuẩn bị thầy hỏi con mà con bỏ đi đâu vậy? Đi ra nhớ đi vô nha không? Cho nên quý vị cứ ý niệm chúng ta khởi lên rằng mình đang còn sống, đây là một sự thật. Nhưng mà sau đó những nỗi lo sợ chúng ta không trọn vẹn, tại vì mình biết rất rõ rằng sự sống nào cũng đi đến điểm kết thúc là cái chết, thế nào cũng phải chết. Vậy thì chúng ta chết lúc nào? Mình tự cho mình chết lúc nào? Cho nhiều lắm. Làm xong cái nhà này chết cũng được, gả chồng cho con út xong rồi chết cũng được, phải không? Qua con trăng này chết cũng được. Nhưng mà chúng ta quên một điều rằng lát nữa chết rồi con à, phải không? Cho nên đừng có tính tới cái chết ngày mai, ngày mốt, ngày kia, năm này tháng nọ nữa, đừng mất công để suy nghĩ nữa. Chúng ta chỉ hiểu đơn giản rằng cái chết đang ở bên ta, chúng ta sợ cái chết, chúng ta cảm thấy không thoải mái khi chúng ta đang sống với cái chết, quý vị. Cho nên chúng ta không có gì sợ, mà chúng ta hiểu được rằng chết nó ở bên cạnh mình. Với cái khuynh hướng của ý niệm về cái chết đang ở bên cạnh chúng ta, bỗng dưng đời sống chúng ta sẽ yêu đời hơn, sẽ dễ chịu hơn, dù kinh tế cũng còn khó khăn, nỗi buồn cũng còn đó, nhưng lòng mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Quý vị thử tập chết đi. Không, thầy nói thiệt á, tại vì có nhiều lần thầy cũng tập chết, thầy nín thở chịu nổi, buông ra thở khì, mình mới thấy được cái tham dục của cơ thể mình, của cái thân mình, cái phản ứng tự nhiên. Cho nên thầy mới xuống quý vị đi vô phòng cấp cứu để nhìn người ta giành giật giữa cái sống với cái chết, người ta ngáp, người ta khổ sở ghê lắm quý vị, rất là khổ. Thầy xin lỗi, tại vì thầy từng bệnh nhiều, thầy biết mình phải hước lên từng cái để mình rút lấy oxy để mình thở, mắt mình phải trợn lên, miệng phải há hốc ra để mình giành lấy cái sự sống của mình trong cái chết. Quý vị thấy khổ không? Trong khi đó cái chết nó có thể đến với mình bất kỳ lúc nào. Thầy có từng tâm sự với Phật tử là hôm thầy đi Hàn Quốc, thầy tới cái chùa Quan Âm, đó là một trường dạy cho các thầy tu, trường Phật học.
Thì trong đó nó có một cái khu quán niệm về sự sống sau cái chết, hay vô cùng. Trong đó nó có để cái quan tài, và các thầy tu ở trong đó một tháng phải vô quan tài 5 lần, mỗi một lần 30 phút, đậy nắp lại. Đương nhiên phải ngợp rồi, nhưng mà trong đó nó cũng có cái lỗ thông hơi. Rồi để mình quán chiếu, mình nằm trong đó là mình sẽ làm cái gì, để mình chuẩn bị tâm lý chết mình làm gì. Quý vị thấy hay không? Đó, quý vị bây giờ còn đi đếm vàng, đếm bạc, đếm tiền, rồi nhớ lại nhỏ này mượn chưa trả, bà kia thiếu chưa trả, nhớ làm chi mấy cái đó. Vô quan tài, đóng nắp lại, tự suy gẫm về sự sống sau khi chết. Quý vị thử đâu làm thử coi, bây giờ khỏi cần đóng nắp hòm. Bây giờ quý vị đang nóng chưa nè, quý vị chùm cái mền lại đi, chùm tiếng đồng hồ, rồi thấy cái cảnh, xong rồi đi bác sĩ. Tức là mình ngợp thở, mình chùm cái mền thôi, mình sẽ ngợp thở, mình sẽ sợ bóng tối, mình sẽ đổ mồ hôi ra, mình sẽ khó chịu. Tại vì có mấy lần thầy cũng làm, thầy tập thử coi sao, cái cơ thể mình tự động nó phản ứng, nó giành giật lại cái sự sống. Chúng ta không muốn nó cũng giành giật lại, nó cũng kéo lại. Nó là một cái sự thật. Cho nên chúng ta phải tập quán chiếu về cái chết. Trong tiềm thức của chúng ta, biết thế nào chúng ta cũng phải chết. Chúng ta cứ tâm tâm niệm niệm với cái chết, rằng nó sẽ đến và nhất định chúng ta phải đối diện. Cho nên quý vị sẽ bình yên lắm khi chúng ta hiểu được rằng tôi thế nào cũng chết. Tôi không thể nào tránh khỏi cái chết. Tôi sẽ phải chết. Đưa những cái đề mục này ra để chúng ta quán chiếu, mà chúng ta chuẩn bị tâm lý đối diện với cái chết, chứ không phải mình là dòng họ Liêu Huyền Liều. Không phải là cùi, không có sợ lỡ. Ôi mày chết rồi, bữa nay thoải mái đi, vô tư đi con. Trời, kiểu đó là chết lớn nữa. Cái đó nó còn ghê hơn cái chết nữa. Đó. Trong chiều sâu của tâm thức của chúng ta, chúng ta đã có những cái hạt giống của sợ hãi. Thay vì chúng ta trốn chạy hay chúng ta khỏa lấp nó, thì chúng ta hãy đưa nó lên thành một đóa hoa thật đẹp ở trước mặt mình, để mình ngắm nó, mình nhìn nó, mình cảm nhận được nó. Quý vị có hiểu ý thầy nói không? Khi quý vị tập được vậy, quý vị thấy dễ lắm. Rất là dễ, giống như mua bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm bơ. Nó dễ vậy đó. Nói chứ khó nha quý vị. Tại vì mình đang có tiền, mình đang có quyền, mình đang có nhà, mình đang có chồng, đang có vợ, đang có con cái. Bây giờ biểu mình coi mấy cái đó là không làm sao được. Mình đang sống tuổi xuân phơi phới gì mà kia mình coi mình sắp chết rồi, sao mình coi được? Phải không mấy đứa con còn trẻ? Phải không mấy cô ở cánh gà này? Khó đó chứ không phải dễ. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta tạo ra ai gánh? Không một ai vô đây gánh ngoại trừ chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không quán chiếu nó? Cho nên ngày nào chúng ta cũng phải đối diện với nó, không có khỏa lấp nó, không có trốn chạy nó. Phải đối diện với nỗi sợ của mình. Nỗi sợ khi chết nhất định phải đưa nó vào hư vô, phải từ lĩnh vực của hữu thể đưa đến vô thể. Tức là chúng ta phải đưa cái nỗi sợ đó chìm vào trong quá khứ dĩ vãng, và nó tan biến vào hư không, không còn vướng bận mình giống như một làn khói. Chúng ta không còn sợ nữa, vì chúng ta biết được rằng tư tưởng mình khi đã hiểu ra thân này là hữu thể, tức là nó có những cái hình tướng để chúng ta thấy, bình bông, nhà cửa, tài sản, nỗi buồn, lo sợ. Nhưng mà thực chất bên trong nó đã có mầm mống của sự tan biến, để nó quay trở về với vô thể. Cho nên giữa cái có và cái không, nó đang xen với nhau trong cuộc sống này. Quý vị vừa có tiền đó, quý vị phá sản đó rồi. Vừa có tình đó, bữa nay khóc vì kẻ bà phản bội rồi. Phải không? Vừa có đứa con đó, bữa nay con của mình nó nghe lời người ta rồi. Có và không đắp đổi với nhau trong cái cuộc sống này. Nếu như chúng ta không tư duy rõ được nó, chắc chắn quý vị sẽ là người khổ đau vĩnh kiếp. Cho nên thay vì chúng ta sợ nó, chúng ta trốn chạy nó, chúng ta khỏa lấp nó bằng cách này cách khác,
thì chúng ta đối diện nó là hay nhất. Đó là cách thực tập thứ nhất để chúng ta đối diện với cái chết. Mà xác định được cái chết nó có rồi, nó có thiệt rồi, nó đến bên cạnh mình, đến nhanh lắm, đến ngay lúc này, chứ không phải đợi tới già rồi mới chết, đợi bệnh tới chết, không có đâu. Và chúng ta phải thực tập tiếp theo để khi chúng ta đối diện với lại những buồn vui cuộc sống mà chúng ta xử lý cái cảm xúc của mình từng bước. Bước thứ nhất, chúng ta phải khởi lên cái ý niệm này: thế nào tôi cũng phải già, tôi không thể nào tránh khỏi cái già. Quý vị có sợ già không? Tại bác già rồi cho nên bác đâu có sợ già nữa. Chứ còn thầy, xin lỗi, thầy cũng sợ già. Chủ bà già rồi cho nên bà đâu có sợ già, vì căn bản tôi đã già. Phải không? Giống như mình nghèo rồi mình có sợ nghèo không? Tự căn bản nó đã nghèo rồi còn cái gì nữa để mà sợ, phải không quý vị? Nhưng mà đa phần chúng ta sợ già. Cái tâm lý này nó lớn lắm nha quý vị. Đừng có nói giỡn, trong đời sống vợ chồng thôi. Hễ mà người này nói người kia già một tiếng thôi, nó có chuyện này. Nhất là đàn ông có tự ái cái kiểu của đàn ông, đàn bà có cái tự ái của đàn bà, mà bị người bạn đời của mình chê thôi, ông già rồi ông ơi, là bỗng dưng mình cảm thấy là mình mặc cảm liền. Rồi bắt đầu mình suy nghĩ đó, mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia, trời, vợ mình tự nhiên chê mình già, có khi nào rồi nghĩ tới mấy người trẻ hơn không, thấy không? Nó có rất là nhiều cái suy nghĩ. Xin lỗi, sở dĩ thầy biết được điều này là do mấy anh đi tới kể cho thầy nghe. Anh nói con buồn lắm thầy, vợ con chê con già thầy. Mà chê con già có nghĩa rằng đời sống vợ chồng bắt đầu nó rạn nứt rồi đó thầy. Thầy nó ham nhào vô rồi bây giờ nó rạn nứt. Đó, tưởng nó là ta về ta tắm ao ta đồ này kia, ta xây bát ngọc cho nàng rửa chân đồ giếng ngọc chê này kia. Nó bây giờ nó không thèm rửa chân. Cho biết thân là than rồi thật. Thầy thấy tội nghiệp quá. Rồi bây giờ mấy cô sợ già không? Sao không sợ? Chỉ có mấy bác lớn tuổi rồi cho nên mấy bác không có quan tâm tới nữa. Nhưng mà lúc mà còn trẻ ai cũng sợ già hết. Bây giờ thầy hỏi thiệt nè, con có sợ già không con? Nó đúng á. Ừ. Trong đây ai không sợ già giơ tay thầy coi. Ủa sao không ai giơ tay hết trơn trọi vậy? Bị thầy hò hét quá rồi không dám giơ tay phải không? Rồi ai sợ già đâu giơ tay thầy coi. Còn cái số còn lại, thầy nghĩ thầy còn sợ già. Thầy nói thiệt, nãy giờ thầy dương con mắt thầy đọc đây nè, thầy không dám đeo mắt kiến vô, thầy sợ thầy già đi. Có nhiều người nó không đâu, sư phụ mang kiến nhiều khi thấy còn tri thức hơn, nó đẹp hơn. Thầy không có nghĩ như vậy, mà thầy sợ thầy lệ thuộc vào cái mắt kiến. Rồi ai mà nó ghét mà nó giấu cái mắt kiến cho mình mò, mình đâu có thấy đường đâu. Cho nên thôi bây giờ ráng nhướng nhướng mắt đọc. Thiệt, chứ thầy đâu có sợ già. Tại vì sao? Thầy biết dù có già thầy cũng sẽ đẹp đẹp lão. Quý vị biết có một cái bác đó 70 mấy tuổi tới chùa thầy, trời ơi, súng răng á, chứ còn con cái một thì cười cái nó chỉa ra giống y như Hugo vậy đó. Mà cái miệng móm dễ thương lắm quý vị biết không? Cái bà nói chuyện bà kịch túm và túm cái miệng là chồng bà điệu dễ sợ luôn. Cái thầy nói trời ơi, công nhận bác già mà bác cũng cười sao thấy cũng đẹp lão quá. Bà nói ai cũng khen con cười đẹp lão hết trơn này. Bà có cơ hội cái bà khoe hàng liền quý vị không? Tâm lý chung, chúng sanh của chúng ta là chúng sanh của chúng ta ở trong tâm đều có cái suy nghĩ về cái sợ già. Con nít mà nó còn sợ già, quý vị biết, có một cái đứa bé 3 tuổi thôi, nó bận một cái áo đầm đi tới, mà cái áo đầm màu xanh dương đen, thì nó trời ơi sao bận cái áo này già như vậy con. Nó sụ mặt xuống, nó giận thầy. Nó giận thầy, nó không tới chào thầy đó. Cái mẹ nó hỏi sao, nó ông thầy nó con già. Trời ơi, bà mới có 3 tuổi, bà học lớp chồi, lớp mầm, nó bà còn sợ già nữa. Thầy phải đi kiếm một sâu chuỗi, thầy dụ thầy nói con đem sâu chuỗi này vô, con mới nhí nhảnh, con mới trẻ trung, con mới đẹp. Vậy hả, cho con 2 sâu đi. Quý vị thấy không? Con nít đó, nó còn như vậy.
thì chúng ta sẽ thấy được cái ngã chấp của chúng ta. Khi chúng ta biết được cái già nhất định chúng ta phải có, chúng ta phải đi qua, tôi sẽ già, tôi phải già, thế nào tôi cũng già, thì chúng ta không còn sợ hãi cái già nữa. Chúng ta đem cái sợ đó ra, chúng ta mỉm cười với nó, thì chúng ta đang là người rất dũng mãnh, có can đảm để đối diện với sự thật. Tiềm thức của chúng ta hoạt động mỗi ngày, mỗi đêm, nó chi phối cái cách tư duy và cách nói năng của chúng ta, cách hành động của mình. Cái tiềm thức đó nó chi phối, nghe quý vị, lắng sâu vào chúng ta buồn, chúng ta nói nó cũng những lời nói nó đầy những u uất. Chúng ta vui thì hành động của chúng ta nó sẽ phấn khích ra. Không cần nói, ta nhìn cái mặt ta biết bà này bà đang vui. Phải không? Đó. Quý vị mà sáng sáng đi vô công ty mà nhìn mặt bà nói bà này tối mới gây lộn với chồng à. Biết liền à. Tức là cái tiềm thức là cái dòng tư duy lắng sâu ở trong tâm của mình, nó chi phối hết tất cả hành động lời nói của mình từ ngày cho đến đêm nha quý vị. Cho nên tiềm thức của mình chúng ta biết rồi, chúng ta không để cho nó trống rỗng. Chúng ta đem cái sợ đó ra, chúng ta nhìn cho kỹ. Trước hết chúng ta nhìn cái già của mình thế nào rồi mình cũng phải già. Mình cũng sẽ còng lưng xuống, mình cũng sẽ chống gậy và mình cũng sẽ bước đi những bước chân run rẩy. Nhưng quý vị nghĩ xem, chuyện đó là chuyện bình thường, đâu có gì đâu, không có gì xa lạ hết. Cho nên không sợ nữa. Cách thứ hai, chúng ta có thể đủ bản lĩnh để đối diện với cái chết là chúng ta quán chiếu tới cái bệnh. Thầy cũng sợ bệnh nha quý vị. Thầy nghĩ quý vị cũng sợ bệnh. Nhiều khi mình không sợ chết. Chết đâu, chết phước cho rồi, không sao. Nhưng mà đừng có ngã bệnh. Nhiều khi mình ngã xuống bệnh cái mình nói trời ơi tôi ước gì tôi đau một giây chết một giờ. Phải không? Mấy bà già hay nói câu này lắm. Đi tới chùa thầy đó, thầy nói ráng niệm Phật đi già rồi, để mai mốt bệnh rồi nghe, rồi không có niệm Phật được. Bà nói trời ơi ngày nào con cũng giái gian Phật trời cho con nghe, sống thì khỏe mạnh chứ còn đau một giây chết giờ, ngã ra lật gọn ra chết liền, sẵn sàng chết không sợ. Chính thầy cũng có suy nghĩ đó. Thầy nói ước gì mình ngủ cái mình ngủ luôn, mình không thức nữa. Thầy nghĩ quý vị cũng muốn vậy phải không quý vị? Chết trời ơi quý vị thấy có nhiều người chết cũng không được, theo mổ xẻ 5-7 lần, lóc gan lóc thận đồ này kia rồi làm đủ thứ hết trơn hết trọi mà cũng không sống nổi, rồi cũng phải chết đó. Con người ta sợ bệnh, ai cũng sợ bệnh hết. Đừng có nói bệnh nặng, nhức đầu thôi, sổ mũi thôi, đau bụng thôi cũng làm mình khó chịu. Hiện tại bây giờ xin lỗi thầy cũng đang rất là nhức đầu quý vị biết không, tại vì thầy từng bệnh. Cho nên là thầy biết quý vị cũng giống thầy sợ bệnh lắm. Ai cũng sợ bệnh hết, thầy dám chắc luôn. Cho dù những thanh niên khỏe mạnh cách mấy thầy hỏi tới vẫn sợ bệnh ấy, còn sợ bệnh lắm. Bệnh nó nằm chỗ nó mệt lắm, nó khổ lắm, không có làm gì được hết. Quý vị biết khi mình bệnh á, mình thấy người ta đi tự do thoải mái, mình không đi được mình buồn lắm quý vị. Thầy từng bệnh mà thầy chồm tới tay trên cái giường mà cái đầu bàn mà thầy lấy ly nước uống thầy lấy không nổi. Tự nhiên thầy thấy người ta đi qua đi lại thầy thèm gì đâu. Cho nên hôm nay thầy muốn quý vị phải vững tinh thần bằng cách là khởi lên cái tư tưởng thế nào tôi cũng bệnh, tôi sẽ phải bệnh, chắc chắn tôi có bệnh. Bây giờ không tin quý vị đi xét nghiệm hết đi, thế nào cũng có bệnh này cũng có bệnh kia. Có nhiều người đã xét nghiệm không có bệnh mà về nhà thở không ra hơi. Có nhiều cái bệnh nó lạ lùng như tìm không ra. Khi mà chúng ta hiểu được mình chắc chắn sẽ phải bệnh, không bệnh này cũng sẽ có bệnh khác. Mà thầy thấy có nhiều người đó không có tiền cũng có bệnh, tức là có tiền cái tỉnh liền. Thở không ra hơi, dán tờ giấy 500.000 tỉnh liền. Đau chỗ nào đắp tờ giấy nó vô tỉnh liền, hết đau liền, còn hơn cả dầu nóng nữa. Đúng 100% á. Thầy đây nè, đừng nói ai. Trời ơi thầy, bữa nào mà thầy không muốn có tiền cái tiền thầy muốn bệnh. Có mấy người Phật tử đi tới thăm thầy, nói sao lúc này thầy không khỏe hả, thầy bệnh á thầy. Thầy bệnh gì vậy? Thầy nói thầy không có tiền á thầy bệnh. Hồi xưa thầy hay nghe mấy ông bà già nói đó, sau này thầy mới hiểu. Khi người ta lo lắng chuyện gì, người ta cần tài chánh, người ta giải quyết mà chưa có tài chánh thoải mái, tự nhiên cái lòng của người ta nó lo.
nó lo rồi, nó suy nghĩ rồi, ăn không được, ngủ không được, cái nó sinh bệnh. Cái quý vị thấy không, có tiền giải quyết cái nó tỉnh liền à, hết bệnh liền, thiệt. Nó tay, cái này thầy có kinh nghiệm. Thầy có kinh nghiệm quý vị. Thầy nghĩ quý vị ở nhà bá ban vạn sự, chuyện gì cũng dính tới tiền á, thầy nói thiệt, không có tiền thì đừng có hòng mà làm gì hết. Cho nên đừng có nói mà nghe đời tu mình không cần tiền. Xin lỗi, cho con mình nó đi học cũng phải có tiền, phải không? Đó, rồi nghe xe cộ xăng dầu, rồi nhà ở mái nhà nó dột, rồi điện rồi nước rồi thuốc rồi thang, rồi chưa kể tới tiền điệu tiền chảnh nữa. Đó, đủ thứ tiền hết, cái gì nó cũng dính tới tiền. Mà bây giờ mình nói mình không cần tiền, xin lỗi, người đó chắc đi hỏng mặt đất rồi, ở cõi khác rồi chứ không phải cõi này. Thầy trò mình còn đi trên mặt đất, xin lỗi, vẫn còn dính tới tiền đó. Nhưng mà mình không để đồng tiền đó, nó làm chủ mình, nó chi phối mình thôi, nó là đầy tớ mình, chứ mình không trở thành kẻ nô lệ của đồng tiền. Tại vì sao? Đồng tiền nó là tên đầy tớ tốt, nhưng nó sẽ là một ông chủ xấu. Bây giờ không có tiền, chúng ta đi bệnh viện không? Ta chữa cho mình không? Nói Việt Nam là khỏi nói đâu, có chữa không? Còn khuya, ta hỏi bảo hiểm mình có hay không, còn không mình cũng phải đóng tiền, còn mình nhập viện cũng phải đóng tiền dằn dằn phòng dằn đồ này kia trước, rồi chữa trị là tính sao? Nó chứ đừng, nó không có tiền mà được. Cho nên á, bệnh tật chúng ta phải quán chiếu, nhất định mình sẽ có bệnh, không bệnh này cũng bệnh khác. Mình rất sợ những giờ phút nằm trên giường bệnh, bác sĩ chăm sóc mình thế này thế kia. Khi mình trực tiếp mình nhìn vào cái bệnh rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng mình tự tại khi cái bệnh nó đang chi phối mình. Cái này thầy xin chia sẻ một chút kinh nghiệm với lại quý vị. Cách đây 20 năm, 21 năm, 21 năm rưỡi, thầy bệnh thầy nằm nhà thương, quý vị biết nằm gần 3 tháng. Thầy như vậy mà còn có 38kg thì quý vị nghĩ coi thế nào. Xương với da thôi, thịt nó đi du lịch. Lúc đó cố thượng tọa Thích Minh Phát mà phó trụ trì tổ đình Ấn Quang cũng bệnh. Thượng tọa cũng thương thầy lắm. Hai thầy trò nằm hai cái bệnh viện. Sư ông đó là nuôi thầy suốt, thầy nằm ở trên giường bệnh, sư ông nằm ở dưới đất mà nuôi thầy mấy tháng trời, bởi thầy thương sư ông. Sư ông có rầy, có la, có mắng, có nhiếc, có chửi, có đuổi, thầy cũng vẫn thương sư ông là một người cha tinh thần tái tạo cái sự sống này cho thầy. Xong rồi thầy của thầy đó là sư ông đi qua thăm thượng tọa Minh Phát. Thượng tọa Minh Phát hỏi nhỏ sao, thầy sư ông của thầy mới nói nó cũng còn bệnh nằm bệnh viện. Cái thầy nó trời thấy tội nghiệp quá, móc rằng cọc tiền cho để cho thầy. Thầy bệnh lúc đó quý vị biết mà bệnh nhiều lắm, thở không được. Rồi bác sĩ đó là nói là thầy là phải cắt bỏ một cái phổi, tại vì thầy bị tràn dịch, rồi nội soi nó bị nhiễm trùng, bây giờ là nó đóng mủ hết trong đó, nó nghẹt hết tất cả các phế nang, thầy thở không được mà, thầy nói chuyện không được, nó không ra hơi, ráng nói mà nó không ra hơi. Tức là thầy nói ăn cơm cái nói không ra được, chứ ăn thì nói không được, chứ cơm nó chữ tiếng gì nhẹ thì nhẹ nó mới ra cái hơi gió chút, không có hơi để nói quý vị biết không. Rồi bác sĩ bắt thầy đó phải thổi bong bóng, tức là lấy bong bóng mới tập thổi được, mà mình ráng mình hít vô, mình muốn thổi là mình phải hít cái hơi vô mình mới thổi ra được, mà hít vô mạnh thì những cái phế nang đó nó mới bung ra. Mà quý vị nghĩ thầy vậy mà thầy thổi cái bong bóng nó không nổi, nó không phì ra, yếu tới cái mức như vậy đó. Rồi mấy thầy bạn học đi tới thăm thầy, chọc thầy cười, cái thầy cười cái tắt thở, tắt thở phải đi cấp cứu, tái mặt đen hết, xám xịt hết. Quý vị biết cuộc đời của thầy nó thê thảm lắm. Thầy quen hết nguyên cái khoa đó, thầy nằm ở trong cái phòng thầy hai giường bệnh, mà bên kia cả chục người luôn, nhập viện rồi xuất viện rồi thầy cũng còn nằm ở đó. Thầy chứng kiến những cái cảnh có người vừa đẩy vô nằm cấp cứu xong rồi cái xuống cái giường lên khoa, nằm ở trong cái giường đó, cái phòng đó, thầy thấy nói chuyện với thầy có cái chú đó nói chuyện với thầy, thầy ở đâu, thầy mấy tuổi, thầy bị bệnh gì, sao tự nhiên thấy tội nghiệp thầy quá, mới nói cái ông ho cái ông sặc lên chết ngay trước mặt thầy. Quý vị biết thầy sợ, thầy sợ ghê lắm, lần đầu tiên mình chứng kiến một người chết ngay trước mặt thầy, mà ông ho cái ông sặc cái ông giật lên mấy cái xong cái ngoẹo qua đầu chết. Quý vị biết thầy chứng kiến cái cảnh ổng ho sặc lên, cái mặt của ổng nó đỏ bừng lên hết.
mà quý vị biết thầy niệm Phật, thầy ráng thầy niệm Phật để cho ổng, thầy biết ổng nguy hiểm đó, tại vì khi mà ổng nằm ở đó là vẫn còn thở oxy, quý vị biết mà ổng nói chuyện bình thường. Ổng cao, ổng to, ổng mập, mập lắm, ổng đen cũng giống như anh này vậy nè, khỏe nông dân mà không biết bị bệnh gì, mới đẩy vô nằm thôi cái ổng hỏi thăm thầy liền. Thì thầy mệt thì thầy trả lời không ra hơi, ổng nói trời thấy tội nghiệp thầy quá, tội nghiệp ông quá, kêu thầy bằng ông chứ không phải kêu bằng thầy nữa. Thì quý vị biết ổng ho, ổng sặc, ổng sặc lên cái mặt ổng đỏ, mà nó đỏ bắt đầu cái khi mà ổng ngoẹo cái đầu qua thầy thấy nó còn đỏ, thì bắt đầu nó tái tái dần 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 nó tái, rồi cái môi nó tím, xong rồi cái môi nó chuyển sang trắng bệch, cái mình trắng bệch tích tắc ngay trước mặt thầy. Các bác sĩ chạy vào hô hấp nhân tạo. Trời, tự nhiên bên đây thầy sợ quá, thầy khóc, tự nhiên nước mắt mình nó chảy xuống. Mình cám cái cảnh mà một cái người mà chết trước mặt mình á, tự nhiên thấy nó thương tâm làm sao. Thầy suy nghĩ chỗ vợ con ông với vợ ở đâu, tại vì nghe nó khỏe rồi vô đó, cái mấy người kia đi ra ngoài ăn cơm kiếm không có ai hết trơn á, không có ai hết trơn. Thầy nói chỗ vợ con ở đâu mà bây giờ ông chết rồi, tự nhiên tội nghiệp quá, rồi mai mốt có khi nào mình chết không ai hay không ta. Lúc đó thầy cũng suy nghĩ ra cái chết đó, rồi thầy thấy cái bệnh nó làm cho con người đau khổ quá. Rồi cái ổng đưa ra cái phòng đó trống, mà thầy ám ảnh, thầy nhìn cái giường nó hoài, thầy nhìn hoài, thầy thấy cái cảnh mà ổng nói chuyện, ổng hỏi thầy rộng mẹo cái đầu ngang ổng chết, mà trước khi chết ổng cũng còn nhìn qua phía thầy mà, ổng nhìn thầy mà mắt không mở, ổng nhìn thầy mà nó. Quý vị nghĩ sao không sợ được. Rồi mấy ngày sau lại có một cô bị ngộ độc thực phẩm rồi vô trong đó bệnh, nằm trong đó. Thì con cái đứa cháu mà quý vị biết nó mập ghê lắm, nó bự lắm, nó vô nó nói gì à, từ nào giờ con chưa có vô nước biển, bữa nào con vô thử. Trong bụng thầy nghĩ mày mà vô cái cửa này phải nới ra, mập nó bự. Mà quý vị có ngộ độc thực phẩm có là cái gì đâu, vậy đó mà nửa đêm cũng mệt, mệt xong rồi các bác sĩ chạy tới tiêm thuốc, tiêm gì không biết, cũng chết ngay trước mặt thầy. Tức là có những bệnh khác không tìm ra, mà hai mươi mấy năm trước quý vị biết máy móc rồi nó thô sơ lắm, đâu có tìm ra chết. Rồi cái bệnh án ghi ngộ độc thực phẩm, rồi bị biến chứng, bị biến gì đó không biết nữa, chết. Thầy chứng kiến ngay trước mặt của thầy bao nhiêu cái cảnh mà quý vị biết suốt 3 tháng đó, là dường như 2 tháng là thầy thức 24/24, không ngủ được một giây nào hết. Một ngày nó dài ghê quý vị. Cho nên có những lúc á, thấy cái chết ngay trước mặt mình, thấy cái bệnh, thấy mình giành giật giữa cái bệnh cái chết, bỗng dưng thầy trơ ra giữa cái sống và cái chết, lòng nó thanh thản lắm. Bao nhiêu năm tháng rồi thầy khỏe mạnh như thế này mà thầy tìm không được cái cảm giác lúc nằm ở trong nhà thương, khi đối diện với cái sống và cái chết, khi đối diện với cái cơn thập tử nhất sinh của cái bệnh đó. Lúc đó tự nhiên mình ngộ ra được cái gì mình không biết, mình hiểu ra được cái gì không hiểu nữa, nhưng mà lòng phải nó hết sức thanh thản, thầy không vướng bận gì nữa hết. Cho nên ở đây thầy xin phép kể câu chuyện đó để chúng ta không phải sợ cái bệnh, vì chắc chắn mình sẽ phải bệnh, không bệnh này cũng bệnh khác, hễ có bệnh thì nó đau đớn cơ thể mình là chuyện chắc chắn rồi, đứt tai còn đau, mà huống chi ở trong tim, trong gan, trong ruột mình nó có một u một kẻ, phải không quý vị? Trời ơi, đau đớn dữ lắm chứ không phải giỡn đâu. Cho nên chúng ta biết chắc là như vậy, mình không có sợ. Bây giờ mình chuẩn bị sẵn hết những cái việc cần làm, chúng ta làm hết, đó là giải trừ nghiệp ác để chúng ta thành tựu nghiệp thiện trong một sát na hơi thở này, để đối diện với ngày mai sát na sau bệnh chết vẫn bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Điều thứ ba, thầy muốn quý vị có một cái quan điểm. Cái gì chúng ta đem theo sau sự chết? Đúng rồi, đem nghiệp. Chứ còn tiền, xin lỗi, cũng bỏ lại. Vàng, bạc, hột sòn cũng dục lại đó. Chồng con cũng phải gửi lại cho non sông. Nhà cửa là vật ngoài thân, chỉ có mình đem theo cái nghiệp cho mình thôi. Có nhiều người người ta nói đó, là cái nút áo còn lắc bỏ lại mà. Có những cái tục lệ mà người chết đó, khi chôn khi liệm đó, là áo mà đơm nút
nút nút nút nút ốc là người ta lắc lại, còn nút nút bấm có lắc không, nút bóp á cũng lắc hết hả? Mà tại sao vậy không biết. Không biết cũng làm đó. Mình có nhiều cái không biết làm lắm nha, mình không có nắm được cái gì hết. Cho nên thầy muốn các vị Phật tử cùng với thầy suy nghĩ về một điều rằng mình đem theo cái gì sau cái chết. Chắc chắn là cái nghiệp. Những gì mình nói, những gì mình làm, những gì mình suy nghĩ, tuy rằng nó trôi qua mấy chục năm rồi, nhưng nó không bao giờ mất, và mình sẽ đem nó theo đến những cảnh giới tái sinh tiếp theo. Bản thân chúng ta là người hoàn toàn gánh hết tất cả trách nhiệm và hậu quả từ hành động, lời nói và việc làm, suy nghĩ của mình theo cái nghiệp nhân chúng ta đã gieo. Và chúng ta gánh nó, chúng ta theo nó. Ngày trước thì chúng ta tạo ra nó, nhưng bây giờ chúng ta lại bị nó kéo mình đi. Cái đó mà là cái khổ. Đâu phải ai tạo nghiệp cho mình quý vị, mình tự tạo nghiệp. Rồi cuối cùng cái nghiệp nó dẫn mình đi, mình không cưỡng lại được nha quý vị. Quý vị chỉ đơn giản nghĩ mấy cái người xì ke thôi. Ban đầu nó tập, nó thử, nhưng mà cuối cùng là xì ke dẫn nó đi, phải không? Ma túy kéo nó theo. Mấy anh như hút thuốc này chẳng hạn, ban đầu đâu có ai đưa thuốc mình nhét trong miệng mình đâu, phải không? Mình hút mình cũng sặc lên sặc xuống, phải không bác? Bác có hút thuốc không? Dạ không, mà bác kế bên có hút thuốc không? Trời sao mình xui với ta. Thầy thấy có mấy anh đi tới chùa thầy đó, lén đi ra ngoài bìa rừng để hút thuốc. Thầy hỏi sao vậy? Anh nói chỗ lạc miệng quá thầy. Thầy nói đây là con hũ muối tiêu nè, bỏ vô cho nó mặn lại. Thầy hỏi hồi đó ai bắt anh hút? Anh nói đâu có ai bắt, người ta hút rồi bắt chước hút theo. Vậy mà bây giờ bỏ được không? Nó dẫn mình đi. Có nhiều cái nó dẫn mình đi lắm quý vị. Đời sống vợ chồng của quý vị biết rõ hơn thầy. Đời sống kiếm tiền của quý vị biết rõ hơn thầy. Mình đi kiếm tiền, mình tạo ra tiền, và cuối cùng tiền nó dẫn mình đi. Mình tạo ra tình, mình tạo ra những cái tình cảm này thế kia nọ, cuối cùng tình đó nó sẽ dắt mình đi. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp nó kéo mình đi. Mình đâu có tránh được, mình không thể nào tránh được quý vị. Khi mà nghiệp nó đã tới rồi, không cách nào mà tránh được hết. Rồi mình đổ thừa cho người ta là không được. Do đó thầy muốn tất cả chúng ta hôm nay ý thức được cái mình đem theo sau cái chết, đó là nghiệp của mình. Tư duy của mình, lời nói của mình, hành động của mình, hoặc là thiện hoặc là ác, hoặc là dành lành hoặc là dữ, chúng ta đã lỡ tạo ra. Bây giờ nó còn nguyên đó, không mất đi đâu, không hề mất nha quý vị. Nó sẽ gắn liền với lại thân phận của mình để tiếp nối cho đời tái sinh ở sau này, nó dẫn đi. Cho nên chúng ta không có thể nào chối từ được những điều mà chúng ta đã nghĩ, đã nói và đã làm. Đó là nghiệp mà chúng ta cần phải lưu ý. Đức Phật dạy như thế này: sự quán chiếu về mục đích tu tập của con người, các thầy nên đối diện với nghiệp mình đã tạo. Khi đối diện với nghiệp, chúng ta sẽ không khiếp sợ nữa, và từ đó chúng ta sẽ có được sự bình yên, để mỗi lần hít thở không khí trong lành, hít vào thở ra, chúng ta cảm nhận được cuộc sống này và nghiệp báo này chúng ta đã gây ra đồng hành với mình từ quá khứ dẫn tới hiện tại, và từ hiện tại sẽ đưa về tương lai. Hiểu chắc được rằng chúng ta không thể đem được gì theo mình, chỉ đem theo hành động, tức là nghiệp đó, thì bài tập này thực ra nó quan trọng đối với lại chúng ta. Khi chúng ta đối diện với cái chết, chúng ta biết có sống có chết rồi, chắc chắn là có sống có chết đang chi phối mình rồi, là chúng ta cảm thấy lòng mình nó thanh thản rồi, phải không? Chưa đủ, chúng ta phải đi tiếp một bước xa hơn. Đối với hành giả tu tập mà Đức Phật dạy,
Đó là chúng ta quán chiếu về cái không sanh không diệt. Cái này khó quá. Rõ ràng bố nãy nói có sanh có diệt, hữu thể vô thể, nhưng bây giờ nói không sanh không diệt là sao? Thầy thấy quý vị căng thẳng, thầy cũng căng thẳng. Đối với lại phương diện tích môn thì có sống và có chết, nhưng mà đối với bản môn thì nó không có sanh không có diệt. Quán chiếu về chết và sống rồi thì mình sẽ tiếp theo đi một bước nữa, đó là quán chiếu về không sinh không diệt. Cái này khó đó. Khoa học người ta cũng đã chứng minh quan điểm về sống chết có không. Họ khám phá ra nhiều cái điều tương đương với lại tuệ giác của Đức Phật, cho nên người ta mới đưa ra những cái lập luận, những cái thuyết về bảo tồn năng lượng hay là luật bảo tồn vật chất. Quý vị có biết cái thuyết này không? Thầy nghĩ là một số mấy em trẻ biết chứ, phải không? Luật, cái này gọi là luật bảo tồn năng lượng và luật bảo tồn về vật chất. Nghĩa là các vật sinh ra trong cuộc đời này không phải tự nhiên nó sinh ra, và cũng không bỗng dưng nó mất đi, mà nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, phải không? Cái đó là khoa học nói đó. Nhưng mà Đức Phật nói lâu rồi, không có sanh không có diệt, có là tạm, có hình tướng nó để chúng ta nhận ra, chúng ta thấy nó, nhưng mà chúng ta đừng chấp trước vào nó, vì bản chất nó là không. Ví dụ bình bông này, quý vị thấy bông này đẹp không? Giờ thầy cầm thầy lỡ tay nó rớt xuống, nó bể ra, nó thành cái gì? Thành rác. Nó không còn bông nữa, mà cái bình bông này nó chuyển sang bịch rác. Rồi bây giờ trong sọt rác người ta xúc, người ta đổ ra ngoài kia, nó thành gì? Thành phân, thành đất. Như vậy từ hoa thành rác, thành phân, rồi nó thành tháng khí, rồi nó thành chất bổ dưỡng để nuôi cây. Nó, quý vị thấy có phải nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác không? Cái đó gọi là không sanh không diệt. Mà chúng ta lại bám chặt vào có sanh có diệt thì chính chúng ta bị kẹt bởi tư tưởng sanh diệt của mình. Cho nên thầy muốn quý vị tu ngon lành hơn chút nữa. Thấy có chết không sợ chết, thấy có bệnh không sợ bệnh đã là ngon rồi, phải không? Bây giờ mình tu ghê hơn nữa, xin lỗi nha, không sanh không diệt mày ngon, mày nhào vô đi. Phải không? Anh em ơi đừng sợ cao bồi, nó có súng mình có dao găm, nó bóp cò mình nhảy vô đâm, nó chết rồi mình lấy 500. Quý vị không biết ở đâu mà nó có những cái bài ca mà cái này gọi là đồng dao. Hồi xưa thầy nhớ hồi nhỏ thầy cũng có đọc, chắc mấy em nhỏ nhỏ giờ không biết đâu. Con mặc áo đỏ biết không con? Biết hả? Con mặc áo nâu ngoài sao biết không? Cũng biết hả? Thầy tưởng mấy đứa con dân thời đại không biết chứ. Thầy nhớ hồi nhỏ là ai cũng biết cái câu này hết á. Nói về cái đất nước mình bị đô hộ đó, tức là cái lời phản kháng của cái người dân thuộc địa bị thống trị bởi những quốc mẫu mà nó quá là ác độc này kia nọ, cho nên là đọc thành những cái bài đồng dao để khiêu gợi lên cái lòng yêu nước của chúng ta, phản ứng lại, đấu tranh lại những cái thế lực đó, thấy không? Anh em ơi đừng sợ cao bồi, tức là mấy cái người ở Âu Mỹ đó kêu cao bồi chứ đâu biết gì đâu à. Nó có súng mình có dao găm, nó bóp cò mình nhảy vô đâm, nó chết rồi mình lấy 500. Trời, tưởng làm gì lấy 500 mà quý vị nghĩ cái dao găm nó lẹ hơn súng không? Muốn nói lên cái tinh thần quật khởi của con người. Bây giờ mình ngon mà, mình thấy có chết có bệnh, không sợ chết không sợ bệnh nhất rồi. Bây giờ xin lỗi, dẹp qua luôn, không sanh không diệt, chẳng có gì sống, chẳng có gì chết. Chẳng qua thân này chỉ là tạm mượn nơi cõi trần gian này, ta dạo chơi chừng 5-70 năm thôi, phải không? Chứ mình làm gì ở đây? Mình là khách trọ mà, phải không? Chứ mình có làm chủ ở chốn dương trần này không? Nếu mình làm chủ, mình sống đời, sống kiếp 8-9 ngàn tuổi rồi, mình cũng phải chết. Chứng tỏ mình là lữ khách lang thang giữa
những bến đời sanh tử luân hồi. Nay mình đến bến này của cõi trời, mai mình đến cái bến kia của cõi người. Xin lỗi, chưa chắc gì ngon đâu, có thể xuống tới những cái bến của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa kìa. Cho nên mãi mãi chúng ta làm khách phong trần, lãng đãng vĩnh vi phong trần khách, nhật viễn tha hương. Cái gì, hai câu gì quên rồi, gì đúng là nhật viễn tha hương vạn lý trình, hai câu nói rất là nổi tiếng. Tức là chúng ta mãi làm khách phong trần, ngày dài năm cũ bước chân dậm trường. Chúng ta cứ đi hoài, đi mãi lang thang, chúng ta là khách và chúng ta ở đây, chúng ta ở tạm thôi. Cho nên ta bà là cõi tạm mà. Vậy mà mình tới đây mình đòi làm chủ không à? Mình xí ở đây, mình làm chủ ở đây, nó rồi mình trở thành gấu ở đây luôn. Tức là mình bất mãn cuộc đời, mình khổ đau về cuộc đời, bỗng dưng mình bức xúc về cuộc đời, chúng ta đấu tranh, chúng ta giành giật, chúng ta phản ứng. Trong khi mình là khách trọ, khách trọ chốn dương trần mà. Đó, Trịnh Công Sơn nói rất là dễ thương: ta nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Chúng ta đâu có thiệt, cho nên cái sống và cái chết cũng không thật, mà nó chẳng qua là những mắt xích đắp đổi nhau trong chặng sanh tử, tử sanh không dứt của đời người. Phải không quý vị? Mình sống rồi mình chết mà. Sanh thử một bỉ, thăng trầm bỉ cực. Tức là chúng ta sanh ra đây, chúng ta sẽ chết ở kia, đầu thai liền. Và cái cuộc đời của cái kẻ đầu thai liên tục giữa sống chết, chết sống, cảnh giới này đến cảnh giới khác, nó mệt mỏi ghê lắm quý vị. Nhiều khi mình không có để ý. Bây giờ quý vị nghĩ một cái người thất nghiệp đi, quý vị so sánh nè, một cái em nó học ra trường, nó có bằng cấp, nó xin cả năm trời không có việc làm. Những đứa có bằng cấp cao khó có việc làm lắm nha quý vị, tại vì phải trả lương tương xứng. Nhưng bây giờ người ta đâu có trả lương cho mấy người đó, người ta cần mấy cái người mà làm hiệu quả thôi. Cho nên có những người có chuyên môn nhưng mà không có bằng cấp. Họ không có bằng cấp nhưng họ có chuyên môn nha. Người ta mướn với người đó, lương nó rẻ hơn. Cho mướn một cái anh mà có bằng thạc sĩ lương nó cao, chứ mướn một cái anh có bằng trung cấp nó khác. Nhưng mà chưa chắc cái anh thạc sĩ làm hiệu quả hơn cái anh trung cấp này đó. Thầy thấy có mấy em đệ tử chùa thầy đó, không có việc làm, tội nghiệp. Xin được việc làm, quý vị biết cả một vấn đề, phải gian nan mà bề trái của xã hội, quà cáp này kia nữa. Té ra chỉ là cái hợp đồng, mà hợp đồng thời vụ thôi. Rồi làm không được, nó cho nghỉ liền, lắp người khác vô liền. Rồi 2-3 năm như thế, nó nhọc nhằn, nó mệt. Có mấy em quý vị biết, nó học giỏi mà thanh niên vậy, nó ra chùa nó con buồn quá, sư phụ con không có việc làm. Mấy năm trời xin không có việc làm, xin làm xong rồi cái nó cho nghỉ, nó đuổi làm 2 tháng rồi nó cho nghỉ, rồi làm cái chỗ khác xin nữa, tiền lương tiền gì không có. Mà lớn rồi cha mẹ nuôi tới lưng dài vai rộng, mà chẳng lẽ xin tiền cha mẹ hoài, phải tự đi lo cuộc sống mình chứ. Nó mệt mỏi, nó chán chường. Mình cũng vậy, sanh ra ở đây rồi chết ở chỗ kia. Có khi chúng ta sống ở cảnh giới này 5-70 năm, nhưng có khi ở cảnh giới khác chúng ta sống chỉ có mấy ngày. Nó có khi đầu thai vào trong bào thai chỉ có mấy ngày rồi trụy thai chết. Cái nghiệp của mình. Cho nên người ta gọi là sanh tử bì lao, tức là sanh rồi chết, sống rồi chết liên tục, nó mệt mỏi ghê gớm lắm. Quý vị mà từng nghèo khó, từng nhọc nhằn, mình thấy mình kiếm tiền mình khổ cỡ nào, sanh tử nó còn ghê gớm hơn cái đó nữa. Cho nên khi chúng ta quán sanh tử, chúng ta biết rằng sanh tử nó làm cho mình mệt mỏi, nhưng bây giờ chúng ta cũng chẳng có sợ nó nữa. Ở đây chúng ta không phải liều, mà chúng ta biết rằng đó là một cái chuyện tất yếu. Cho nên chết có gì sợ, sống có gì quý, chẳng qua chỉ là một hơi thở ra vào của kiếp người mà thôi. Cho nên sống, chúng ta sống trọn vẹn ân tình và tấm lòng thánh thiện với mọi người, để mai này nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta trở thành người sanh bất hư sanh, tử vô lãng tử. Tức là chúng ta sống không uổng mà chết cũng không phí. Chính cái chết của mình cũng sẽ trở thành một tấm gương cho người đời, người ta noi theo. Đó. Cho nên bây giờ mà nếu mà thầy chết thầy cũng thích. Đó, tại vì bây giờ mình đang chết, mình đang được mọi người thương như thế này, mình chết là thích lắm. Chứ mai mốt già rụng răng hết chết, tao nói hô già chết phải rồi. Khi chúng ta hiểu được cái sống cái chết,
bản chất nó chỉ là một cái sự đắp đổi bình thường. Lòng chúng ta sẽ cảm thấy bình an để mình sống trọn vẹn với thiện tâm của mình. Cho dù mai này chết rồi cũng không có gì phải bàn, phải cãi nữa hết. Tại vì chúng ta sống đẹp, sống thánh thiện. Điều đó là một cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái cuộc sống của người Phật tử chúng ta, khi mà đối diện với cái chết diễn ra từng ngày bên cạnh chúng ta. Buổi giảng của chúng tôi đến đây là hết rồi. Bây giờ xin dành thêm mấy phút nữa, quý vị có thắc mắc gì thì hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và các quý Phật tử, hôm nay con có một chút việc để hỏi thầy, xin thầy giải thích cho con nghe. Qua cái sự mà thầy thuyết giảng vừa rồi á, là đối diện với cái chết á, thì con cũng có biết hiểu. Có cái này con thắc mắc mà con không có chịu được. Đó là cái người chết, sau khi người ta chết rồi á, gia đình người ta chạy đi tìm thầy coi ngày tốt ngày xấu của thầy. Cái đó con không chịu nổi. Chỉ một cái á, cái người ta chết cho là chết trùm có không thầy? Thầy xin giải cho con biết cái chuyện đó. A Di Đà Phật. Ta đi coi ngày mắc mơ tới ông mà ông chịu không nổi. Rảnh ớ. Chết trùng giải nghĩa không ra nữa. Có bài giải nghĩa ra thì ông này cũng đâu có thắc mắc. Xin thưa với lại quý vị, cái tục mà coi ngày giờ tốt xấu Phật giáo hoàn toàn không có. Vì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật khẳng định rằng nếu là đệ tử của Như Lai mà coi ngày tốt xấu, xem tinh tú, đoán mộng, kiết hung, tất cả những thứ đó là ngoại đạo. Vì sao? Vì Như Lai chỉ dạy nhân quả chi phối đời chúng ta. Hễ gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Hoàn toàn không có ngày tốt và ngày xấu ở trên cuộc đời này. Chỉ có tâm niệm con người tốt và xấu mà thôi. Tâm niệm tốt xấu này sẽ dẫn tới cái quả báo tốt xấu. Nhưng mà tại sao ở Việt Nam mình lại có cái tục lệ coi ngày tốt xấu mà khổ lắm nha? Trong chùa coi, khoan, chùa này có không sư cô? Tụi có hả? Có cũng nói không sợ ai. Mình bị Trung Quốc nó đô hộ 1000 năm. Sản phẩm này là sản phẩm của Trung Quốc, sản phẩm của đạo Nho, không phải của đạo Phật. Nó mới coi ra ngày tốt ngày xấu. Cho nên là nó đồng hóa văn hóa của mình bằng cách nó tịch thu hết tất cả những thư tịch, tài liệu, những sản phẩm trí tuệ của ông cha mình, đem về hết bên Trung Quốc. Xong nó đem cái khác qua, trong đó có sự pha trộn với nhau. Nó pha trộn những cái này cái kia trong đó, giống như gạo mà nó đậu xanh mà nó xay ra, nó pha thêm đậu xanh đá vô vậy đó. Mình ăn chè đó quý vị thấy không, lâu lâu cắn chè đậu xanh ngay trúng vào cái hột đậu, cắn cái bóp muốn gãy cái răng vậy. Nó pha vô, tức là nó pha những cái tư tưởng có ngày có giờ có tốt có xấu này vào trong cái văn hóa đó để truyền bá ở Việt Nam. Nhưng mà quý vị biết cái tư tưởng của người Việt Nam phải nó rất hiền lành và rất cung kính chư tăng. Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, mến mộ đạo Phật nó đã mấy ngàn năm rồi. Cho nên tiếng nói của ông thầy nó quan trọng vô cùng. Ai nói cỡ gì nói, miễn ông thầy cũng phán cái là xong, phải không quý vị? Nghe ông thầy nói cái là xong hết à. Nó ai nói gì nói tới ông thầy cũng rờ đầu cái hết bệnh trời ơi. Nhưng mà đâu có biết về rồi cấp cứu. Cho nên nó lòng có đối vào ở trong kinh điển, kinh điển Ngụy Tạo, tức là đời sau nó thêm vô rồi nó lồng vào trong chùa. Cho nên quý vị thấy toàn bộ trong chùa có bói, có ngày, có giờ không, thấy không? Phải không quý vị? Đi coi ở đâu? Phải vô chùa coi không? Và các thầy ở Việt Nam của mình mượn cái đó làm phương tiện khổ vậy đó. Cho nên Phật giáo Việt Nam vô tình các vị bị cộng nghiệp bởi những con người không biết dùng phương tiện, nhưng lại lạm dụng hai chữ phương tiện để mưu cầu cuộc sống cá nhân.
thu nhập cá nhân. Cho nên quý vị không đón nhận được chánh pháp, mà phải tiếp thu những cái tà đạo đó do các thầy nói ra, các thầy nêu ra, coi ngày coi giờ. Làm gì mà có chuyện ngày tốt ngày xấu, ngày nào cũng 24 tiếng đồng hồ, mặt trời cũng mọc hướng đông là hướng tây, làm gì có ngày tốt ngày xấu? Thời tiết tốt thời tiết xấu thì có, phải không? Nhưng mà xin lỗi, ngay cả trời nắng kìa, nó tốt đối với những người làm ngành nghề này, nhưng mà nó sẽ xấu với những người làm ngành nghề khác, phải không? Những người đi cày đi bán buôn gánh bán bưng ở ngoài, mày gặp trời nắng ta sợ không? Ta thích trời mát mát ui ui. Nhưng mà những người mà xe nhang xe đồ này kia trời đó là sao được, phải không? Đó. Rồi những người làm biến trời, thấy trời mưa mà gần chết khỏi đi làm. Nhưng mà mấy người đi buôn đi bán gặp trời mưa rầu gần chết. Thời tiết đó nó có tốt có xấu, chứ còn ngày không hề có tốt có xấu. Nếu mà có tốt có xấu, tại sao các nước phương Tây, Âu Mỹ nó không coi ngày tốt xấu, nó vẫn kinh tế đứng đầu thế giới? Còn mình coi quá trời quá đất, khai trương rầm 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 rầm, xong rồi cũng phá sản âm 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 âm. Nó coi đi, ai mà không đi coi cưới dâu cưới rể, có vậy không? Coi coi tuổi hạp, tuổi tốt, tuổi xấu, vì lôi ra ngoài tòa ly dị, cãi với nhau y xèo. Bây giờ quý vị hỏi mấy bà, mấy ông mà ly dị, hỏi coi lúc cưới nhau có coi nhà giờ không? Coi tuổi không? Coi hết. Nó coi tốt mà sao ly dị? Rồi ông thầy, ông coi, ông nói xong, có dám dẫn đi tới kiện ông thầy không? Đố dám. Không khéo rồi, ông phán cho hai ba câu rồi sợ, thất kinh hồn vía, bỏ của chạy lấy người. Cho nên hoàn toàn không có ngày tốt, ngày xấu. Quý vị là người Phật tử, chúng ta hiểu được giáo lý Đức Phật, người thân chết chúng ta để đúng ngày giờ, làm sao để đừng chạm vào cái thân khi thần thức còn, để họ không khởi lên cái tâm sân hận. Sau 8 tiếng đồng hồ chúng ta thay đổi, chúng ta liệm, tùy theo hoàn cảnh của gia đình mình, khả năng của gia đình mình mà chúng ta để nó lâu hay nó mau. Nhưng mà thầy nghĩ càng nhanh càng tốt. Có nhiều cái đám tang chôn người đó xong, mấy người này cấp cứu hết. Để lâu quá, cho để cả chục ngày, rồi ướp nước đá, rồi chích Phật môn, rồi làm tùm lum tùm la hết. Trời ơi ghê quá, thầy đi tới thầy giếng xong thầy về thầy cũng bệnh. Cái tử khí, cái hơi của xác chết nó xông lên, mình yếu trong người, mình hít vô, trời di trùng không, nó túa ra, nó túm vô mình, nó xúm vô, nó tấn công mình. Trời có tội nghiệp thân phận này chứ. Cho nên thầy nghĩ tùy theo hoàn cảnh khả năng của mình, sắp xếp càng sớm càng tốt. Đừng coi ngày coi giờ gì, coi cái ngày nào thuận tiện nhất trong con cháu trong gia đình đưa đi ha. Còn cái ngày trùng, hoàn toàn không có cái ngày trùng, nói cho biết nha. Làm gì có chuyện trùng? Đó là mấy cái ông mà nói ra để mà làm gì quý vị biết không? Xin lỗi, để khủng bố tinh thần của mình. Để làm gì? Để mình nhờ ông cúng. Ông cúng ông giải cho mình hết trùng. Ngon vậy đó. Sao ông không giỏi giải cho dòng họ ông đi? Phải không? Dòng họ ông có người chết không? Cũng chết nùi nùi, chết đầm đợp á. Nói ra thì bức xúc. Mình tới mình nhờ cũng có nghĩa rằng tăng thêm thu nhập và mình trở thành khách hàng ngoan ngoãn của ổng. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. Và điều đó trong đạo Phật hoàn toàn không có. Quý vị tin Phật hay tin ai? Thầy là thầy tin Phật rồi, cho còn mấy ông đó xin lỗi, ổng là cái gì để kể ổng. Thầy tin Phật chắc ăn, phải không? Trời đời mình nó khổ nhiều rồi, cho nên con đã trầm luân, đã lưu lạc, đã trôi lăn khổ rồi, cho nên hôm nay con phát nguyện đường luân hồi con đi mòn mỏi, dưới Phật đài xin nguyện quy y hết. Quy y Đức Phật thôi, khỏi quy y cái vụ trùng tan trùng gì này, cái dẹp lên đường đi, mệt quá. Cái chuyện mà chết, cái chuyện đó ai không chết. Mình đã quán niệm về cái chết nó tới cùng lúc với mình, phải không? Ngày mai này mình chết, xin lỗi nó lâu quá, bây giờ một khoảnh khắc nữa chúng ta cũng có thể chết. Cho nên trong nhà mình người này chết người kia chết, chuyện đó bình thường, không có gì xảy ra hết. Đâu có chuyện gì đâu à. Phán cho người ta trùng tan, khủng bố người ta, đó là những kẻ mà không có từ bi. Xin lỗi, do cho dù người ta đang gặp cái bệnh nặng kìa, người ta sắp chết, mình cũng phải nói an ủi, làm sao cho người ta tự tin, cho người ta bớt bi quan. Đó mới là từ bi. Đằng này phán cho một câu, người ta sợ, sợ ta sợ cái không, ta tên ta cúng, ta nhờ mình cúng xong thu nhập đều đều. Rồi rồi, còn ai thắc mắc gì nữa không? Rồi mời bác. Không không, bác này, từ từ.
ra bác già mà bác hết giờ rồi nha. Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa tất cả bạn đồng hữu, tôi có thắc mắc một điều. Những vị thầy tôi đã nghe giảng qua là những vị thầy tôi đáng kính, rất kính, nhưng có hai cái phương án rõ ràng. Chẳng hạn như thưa thầy, thầy cho rằng khi chết rồi về đây yên 8 tiếng rồi hãy đụng đến thân xác thay quần áo, nhưng lại có những thầy, quý thầy cũng cao niên lắm, nói là tự do không sao hết, bởi vì khi mình chết rồi thân nhân của mình lại chăm sóc mình, như thế không có gì là đau đớn cả. Cho nên hai quan niệm này hơi khác nhau, nhờ thầy giải thích giùm con. Đâu có cần gì đâu phải giải thích, và bắt quý ai bắt nghe người đó thôi, phải không? Cần gì thầy giải thích, thầy đã nói như thế thì thầy đã giữ chủ trương đó, thầy không cần phải giải thích thêm đó, thầy không cần phải giải thích thêm đó. Bác tin thầy, bác nghe thầy, thầy cảm ơn. Bác không tin thầy, bác không nghe thầy, bác nghe ai thầy bác sẽ đi theo con đường đó. Chuyện đó rõ ràng, bác muốn đi con đường nào chuyện đó chuyện của bác thôi. Ở đây bác đưa ra một vị thầy khác, thầy xin miễn để mà trình bày, vì không khéo nó sanh ra cái sự mâu thuẫn. Tại vì thầy không có tin bác nói đâu, vì bác có thể bác nghe nhầm hoặc là bác nghe lộn, thì là bác nghe lấy cái cuốn sách của thầy đó nói, hoặc là cái cuốn băng mà thầy đã giảng vậy đó thầy nghe thì thầy mới tin. Chứ dù khi bác nói nó lộn, thầy không có dám nói đâu, thầy nói sẽ mất lòng với các thầy khác. Còn nãy giờ thầy đã nói để 8 tiếng, thầy trung thành với quan điểm của thầy, vì điều đó ở trong kinh nói sự sống sau khi chết. Cái thần thức còn ở trong cơ thể này, sau 8 tiếng nó mới ra khỏi cơ thể này. Nếu mà đụng vào cơ thể nó sẽ đau, nó sẽ đau, nó sẽ xông, nó xông thì cái tiến trình tái sinh của họ sẽ gặp cảnh giới khổ đau, tội nghiệp họ. Cho nên mình thương họ, mình để đó sau 8 tiếng rồi chúng ta làm. Cho nên thích thiện thuận này nói sẽ có trách nhiệm với lời nói đó. Ai nói cái gì bác cứ chỉ tới thích thiện thuận này. Thầy cho con hỏi, má con mất á, con làm trai tăng má con có bớt tội không? Chấp tay lại. Ai xúi con đi làm trai tăng cho má con? Không ai xúi hết, coi như con tự phát tâm con làm. Con đã làm chưa? Làm rồi. Con làm rồi còn hỏi thầy chi nữa? Nếu mà con chưa làm mà con hỏi thầy, thầy sẽ tư vấn cho con. Còn con làm rồi, điều này có nghĩa rằng con đã biết được cái giá trị của cúng dường trai tăng, phải không? Con mới dám làm. Thí dụ như bây giờ nè, con biết cái dầu gội đầu đó nó tốt, con mới dám mua, con mới dám gội, đúng không? Khi gọi rồi thì con cũng biết rồi, thì còn hỏi làm chi nữa? À, tức là con làm rồi mà bây giờ trong gia đình là một số em út của con là nó chưa biết đạo, cho nên con muốn biết nó có tốt hay không để con về con cãi với nó, đúng không? Bà rảnh quá, bây giờ chỗ đi. Được rồi, về chỗ đi con, thầy nói cho. Khổ ghê vậy. Rõ ràng là cô này cô biết ý nghĩa của trai tăng, biết mục đích và giá trị của lễ cúng dường trai tăng, cô mới dám làm. Tại vì sao? Không phải người có tiền mà làm được, mà người có tâm mới làm được. Vì buổi lễ cúng dường trai tăng là chúng ta kiền thỉnh những phạm sát tăng già, tức là những vị tu thanh tịnh. Nhờ cái năng lực tu thanh tịnh đó, người ta chú nguyện hồi hướng công đức cho người thân của mình, người thân còn sống cũng được hưởng, người thân quá cố cũng được hưởng. Từ đâu? Từ cái tâm thành của mình nè. Mình tha thiết mình đi cúng, mình đi thỉnh, mình đi làm việc thiện. Người thân quá cố của mình thương mình, bám theo mình, và họ bắt chước theo mình, họ hướng thiện. Đó mới là dấu hiệu quan trọng để người thân quá cố chuyển nghiệp. Cho nên má con được lợi ích. Khi thương con chết là phải theo con, theo cháu. Và thấy con làm thiện, tự nhiên má con sẽ khởi tâm thiện. Khởi tâm thiện thì má con tự giải thoát phước báo ngay chỗ đó. Thôi bây giờ mời quý vị duỗi chân ra đi, để chuẩn bị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem con đứng này